MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 214. Trên một ngọn núi, Lục Minh đứng ở đỉnh núi, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở hắn hậu phương cách đó không xa, có một nhóm người ở trong bóng tối đi theo hắn. Hiển nhiên, là để mắt tới Lục Minh. Nếu ai không có mắt đi tìm cái chết, ta không để ý nhận lấy bọn họ chiến khí. Lục Minh cười một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi tại ngọn núi phía trên, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Khoảng cách kết thúc còn có hơn một tháng, Lục Minh cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử này thế mà ở nơi này tu luyện, không đi săn giết chiến thú, gia tăng chiến khí, kỳ quái. Cách đó không xa, trong bóng tôi cất giấu một đám người, có người nghi hoặc mở miệng. Đoán chừng là cảm thấy mình chiến khí đủ chứ. Chúng ta muốn hay không động thủ? Mấy người đang nghị luận. Chờ một chút, người này hiện tại liền có thể đem chiến y tăng lên tới lam sắc, tuyệt không phải bình thường, chúng ta chờ một chút. Một người cầm đầu thanh niên nói. Chẳng lẽ vẫn là một cái cao thủ, ta xem hắn tu vi mới thần vương nhất trọng, có mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu à. Một người khác nói. Bất kể như thế nào, cẩn thận xử vạn niên thuyền, vẫn là chờ một chút. Một người cầm đầu thanh niên, lộ ra tương đối cẩn thận. Bọn họ không biết là, ở một phương hướng khác, cũng có một nhóm người hướng về Lục Minh tới gần, núp trong bóng tối quan sát. Hiển nhiên, cũng là bị Lục Minh lam sắc chiến y hấp dẫn tới. Đợt này người, đồng dạng khá là cẩn thận, không gấp xuất thủ. Không lâu sau đó, bá, xa xa không trung, có mấy đạo hồng quang cấp tốc bay tới, sau đó rơi vào Lục Minh cách đó không xa không trung. Lục Minh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lục Minh mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lam Phong, đằng sau đến mấy cái thanh niên, một người trong đó lại là Lam Phong. Lục Minh, không nghĩ tới, ngươi thế mà đem chiến y tăng lên tới lam sắc cấp bậc, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Lam Phong nói, trong mắt sát cơ vô hạn. Vu Phàm không cùng ngươi một khối. Lục Minh nhàn nhạt hỏi một câu. Không có Vu Phàm. Ta như thường có thể giết ngươi, lần trước nhường ngươi chạy, một lần này nhìn ngươi chạy thế nào. Lam Phong thanh âm cực kỳ băng hàn. Hắn đối Lục Minh sát cơ, nồng đậm hết sức. Hắn thấy, Lục Minh thần lực Nguyên Châu hẳn là của hắn, nhưng lại bị Lục Minh bản thân nuốt, quả thực là phung phí của trời. Không giết Lục Minh, khó tiết mối hận trong lòng. Lam Phong lại không biết, ở bên ngoài, Lam gia người thấy một màn như vậy, sắc mặt khó coi muốn chết, hận không thể đối Lam Phong giống to, gọi Lam Phong chạy mau. Lục Minh chiến lực, bọn họ là thấy qua, tuyệt đối là đệ nhị đẳng đỉnh phong, thậm chí có thể xếp vào đệ nhất đẳng, Lam Phong tuyệt không phải Lục Minh đối thủ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. Còn có người cũng phi thường lo lắng. Kia liền là núp trong bóng tối hai cái kia nhóm người. Không tốt, là Lam Phong mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng tu luyện mấy loại bí thuật uy lực cũng phi thường mạnh, không nên bị hắn giành trước. Chúng ta cũng xuất thủ. Bằng không thì Lam Phong xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc, liền không có phần chúng ta. Xuất thủ. Hai cái kia nhóm người nhìn không được, sợ bị Lam Phong vượt lên trước đánh giết Lục Minh, đậm đà như vậy chiến khí, liền không có mức của bọn họ. Bọn họ nhìn không được liền xông ra ngoài. Lập tức, tam phương người, xuất hiện ở đỉnh núi ba phương hướng, đem Lục Minh vây vào giữa. Ân. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Đều đi ra, cái kia tranh thủ thời gian động thủ đi, giết hết các ngươi, ta còn muốn tu luyện. Lục Minh thản nhiên nói. Một bộ hoàn toàn không có đem Lam Phong đám người để ở trong mắt bộ dáng. Lam Phong thật muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Cuồng vọng vô tri, chết. Lam Phong trực tiếp động thủ, một đạo xanh biếc kiếm quang, hướng về Lục Minh chém tới, uy thế khủng bố. Hiện tại, Lục Minh đã có thể cảm giác được, Lam Phong tu vi, cũng là thần vương tam trọng. Thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thời điểm, thực lực như vậy, căn bản không phải Lục Minh có khả năng chống lại. Nhưng là bây giờ sao? Ha ha! Xuất thủ! Không nên bị Lam Phong giành trước. Mặt khác hai nhóm người nhìn thấy Lam Phong xuất thủ, lập tức cấp bách, cũng nhào nhào xuất thủ. Hai nhóm người này cầm đầu thiên kiêu, đều cực kỳ cường đại, cũng là thuộc về đệ nhị đẳng cấp thiên kiêu, bằng không, bọn họ cũng không dám cùng Lam Phong cạnh tranh. Vừa vặn cùng một chỗ giải quyết.
Lục Minh trong mắt hàn quang đại thịnh, đỉnh đầu chúa tể chi môn nổi lên. Chúa tể chi môn chấn động, lực lượng đáng sợ bắn ra, bốn phía công kích nhào nhào bị đánh tan. Giết! Chúa tể chi môn trực tiếp hướng về phía trong đó một nhóm người đánh giết đi. Đụng! Cái kia nhóm người cầm đầu cái kia thiên kiêu, trực tiếp bị chúa tể chi môn tiêu diệt, chết tại chỗ. Đánh giết người này về sau, chúa tể chi môn nhất chuyển, thẳng hướng một nhóm người khác cầm đầu cái kia thiên kiêu. Cái kia thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị chúa tể chi môn lấy thế tội khô lạp hủ tiêu diệt. Lam Phong trong mắt kém chút trường bảo, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hai cái kia, thế nhưng là cùng hắn cùng nổi danh thiên kiêu A, ở Lục Minh trên tay không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị tiêu diệt. Điều này sao có thể? Nhớ ngày đó ở Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, Lục Minh bất quá là hắn tiện tay có thể đánh chết cây gà mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao tình huống hoàn toàn kịp phản ứng? Trốn A. Hai cái kia còn dư lại thanh niên, kém chút hù chết, nhấc chân chạy. Lục Minh cũng lười truy kích, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên người. Hắn cố ý lưu lại Lam Phong, chính là muốn giữ lại chậm rãi giết. Ngươi, ngươi. Lam Phong hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao bộ biểu tình này, không phải mới vừa rất phách lối sao? Đến A, giết ta A. Lục Minh dậm chân theo vào, trên mặt mang nồng nặc trào phúng. Lục Minh, ngươi dám động ta, ta là Lam gia người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, không chỉ có là ngươi, còn có Lam Linh, Lam Thương, bọn họ đều muốn chết rất thảm. Lam Phong âm lãnh mở miệng, mắt thấy không phải Lục Minh đối thủ, bắt đầu uy hiếp Lục Minh. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên cái này, Lục Minh trong mắt sát cơ bùng lên. Oanh! Chúa tể chi môn trực tiếp chấn áp mà xuống. Phá cho ta! Lam Phong giống to, toàn thân bộc phát ra nồng nặc lam quang, kiếm quang trùng thiên, chém về phía chúa tể chi môn. Lam Phong thực lực rất mạnh, cùng là thần vương tam trọng, thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số, hắn thực lực, so vừa rồi hai người kia hiếu thắng một đoạn. Hắn mặc dù không có khống chế bản nguyên bí thuật, nhưng là tu luyện mấy loại cực kỳ đáng sợ bí thuật. Bằng không, hắn cũng không khả năng có tự tin thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số về sau, có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đáng tiếc, hắn gặp Lục Minh. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, Lam Phong kiếm quang trực tiếp sụp đổ. Xoạt xoạt. Cường đại lực lượng đánh vào Lam Phong thân thể, Lam Phong kêu thảm, ngực xương cốt đứt gãy, thân thể bay ngang ra ngoài, kém chút nổ bể ra. Bảo hộ công tử. Mấy cái khác Lam gia thiên kiêu không để ý sinh tử hướng về Lục Minh vọt tới. Dù sao thế giới này sẽ không chết thật, Lam gia mấy cái thiên kiêu căn bản không dám chạy trốn đi, không sau đó mặt liền thảm. Kết quả của bọn hắn đã định trước, tùy tiện bị Lục Minh đánh giết. Lục Minh bước ra một bước, bước chân đạp ở Lam Phong trên mặt. Lục Minh một cước đạp ở Lam Phong trên mặt, Lam Phong kêu thảm một tiếng, thân thể như thiên thạch đồng dạng, rơi xuống dưới đất mặt. Trọng trọng đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Lam Phong nằm ở hình người trong hố lớn, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng ứa máu, máu tươi cuồng phún. Thảm, vô cùng thê thảm. Đáng chết tạp chủng. Bên ngoài, Lam gia cao thủ thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Lam Phong, là Lam gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1, là Lam gia mặt bài A, bây giờ lại thảm như vậy. Bị người đánh mặt, thứ này cũng ngang với Lam gia tất cả mọi người bị Lục Minh đánh mặt, để trên mặt của bọn hắn nóng hừng hực. Tốt, cái này Lục Minh có quyết đoán A, dẫm đến tốt, đánh không lại người khác, thế mà cái kia bản thân thế lực phía sau uy hiếp, thực sự là thật không biết xấu hổ, tính là gì thiên kiêu. Có người lớn tiếng gọi tốt, tự nhiên là Lam gia thế lực đối địch. Lời nói này nghe được Lam gia cao thủ trong tai, càng là để bọn họ thổ huyết. Viên cầu thế giới bên trong. Lục Minh thân thể cấp tốc rơi xuống, lại muốn hướng về lấy Lam Phong mặt dẫm đi. Lục Minh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Phong hét lớn một tiếng, trên người phồng lên lên cường đại khí tức, sau đó một tiếng oanh minh, hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Lam Phong, thế mà bản thân tự bảo. Hắn là miễn cho bị Lục Minh tiếp tục ngược. Lam Phong tự bảo, hắn thân thể ở viên cầu thế giới bên ngoài nổi lên. Lục Minh, Lục Minh. Lam Phong gầm nhẹ, sắc mặt hết sức dữ tợn. Như nổi điên dã thú. Mặc dù một khi từ viên cầu thế giới bên trong rời khỏi, hắn thương thế liền sẽ khỏi hẳn, nhưng là hắn y nguyên cảm giác hắn mặt nóng hừng hực, Lục Minh một cước kia, nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn đối Lục Minh sát cơ, nồng đậm tới cực điểm. Thế mà tự bảo, Lục Minh bĩu môi, hắn vốn đang thật không nghĩ dễ dàng như vậy giết Lam Phong,
vốn là muốn hảo hảo ngược hắn một phen, không nghĩ tới Lam Phong như vậy quyết đoán. A, tự bảo chiến khí cũng sẽ bị ta hấp thu một nửa. Lục Minh nói thầm một tiếng, hắn phát hiện Lam Phong tự bảo, cũng có một nửa chiến khí dung nhập trên người của hắn chiến y bên trên. Liên tục giết mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu, đặc biệt là Lam Phong, vốn là chiến khí liền cực kỳ nồng đậm, cũng đạt tới lam sắc chiến y cấp độ. Hiện tại nhiều như vậy chiến khí dung nhập vào Lục Minh chiến y bên trên, để Lục Minh chiến y nhan sắc không ngừng trở nên nồng đậm. Mấy cái, Lục Minh chiến y nhan sắc, đã đến lam sắc chiến y đỉnh phong. Lục Minh cảm giác, còn kém một bước, liền có thể thăng cấp làm tử sắc chiến y. Không sai biệt lắm, lại hấp thu xuống dưới, đối ta phía sau kế hoạch bất lợi, vẫn là tìm một chỗ trốn đi tu luyện, chờ 3 tháng trôi qua, đi khu vực trung tâm cướp đoạt thần tỏa A. Lục Minh trầm tư một chút, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh tìm được một cái bí ẩn địa phương, sau đó chui vào lòng đất, dưới đất mở ra một vùng không gian, an tĩnh tu luyện. Phía ngoài những người kia, triệt để đã mất đi Lục Minh tung tích. Lục Minh làm sao chạy đến lòng đất tu luyện đi, hắn chiến y kém một bước liền thăng cấp đến tử sắc chiến y, một khi thăng cấp đến tử sắc chiến y, đối với hắn thực lực tăng phúc, khẳng định rất lớn. Không sai, hắn lúc này hẳn là dành thời gian đi tăng cường chiến y đẳng cấp, lấy hắn thực lực, nếu như chiến y đủ mạnh, nói không chừng có thể cạnh tranh 10 hạng đầu đây. Không hiểu rõ. Một số người nghị luận, đều là lắc đầu, không minh bạch Lục Minh ý nghĩ. Chỉ có số ít người như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Viên cầu thế giới bên trong, chém giết đang tiếp tục. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chém giết cũng càng ngày càng thảm liệt. Càng đi về phía sau, rất nhiều người chiến y đẳng cấp thì cũng càng cao, đánh chết một người, lấy được chiến khí càng nhiều, một chút kẻ tu vi yếu, nhao nhao bị giết ra ngoài. Mà Thánh Đô Thập Kiệt, Đế Kiếm Nhất, Sở Thành Không đám người, không thể nghi ngờ đều lóa mắt hết sức, trở thành nhất lóng lánh tinh thần, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt, còn kém 3 ngày, 3 tháng kỳ hạn sắp đến. Một ngày này, Lục Minh rời đi lòng đất, vọt ra, kết thúc hơn 1 tháng bế quan. Hơn 1 tháng, hắn tự nhiên không có cái gì đại đột phá, chỉ là tu vi càng vững chắc một chút. Còn 3 ngày là đủ. Lục Minh hướng về cái thế giới này khu vực trung tâm phóng đi. Hắn không có đi săn giết chiến thú, tốc độ phi hành thật nhanh, như một cái cửu thiên côn bằng lướt qua bầu trời, cấp tốc hướng về khu vực trung tâm bay đi. 2 ngày sau, hắn trong khoảng cách khu vực không xa. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng kinh khí, từ một bên đánh tới Lục Minh, tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh giật mình, bàn tay hư không nắm vào, một cán trường thương ngưng tụ mà ra, hướng về một bên quét tới. Đó là một đạo mũi thương, đánh vào Lục Minh trường thương trong tay bên trên, Lục Minh thân thể chấn động, hướng về một bên bay ngang ra ngoài, đụng gãy một đoạn sơn phong. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, ổn định thân hình, nhìn phía cái hướng kia. Một cái vóc người khôi ngô, người mặc chiến giáp thanh niên, đạp không mà đến. Sở Thành Không, khó trách. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Công kích hắn, là Sở Thành Không. Sở Thành Không chiến giáp mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng chiến y, nhan sắc lại là tử sắc. Tử sắc chiến y, là Sở Thành Không. Sở Thành Không muốn đối Lục Minh động thủ. Bên ngoài, cũng là một trận xôn xao. Rất nhiều người hưng phấn không thôi. Sở Thành Không, danh xưng chiến thần thế gia từ trước tới nay tối cường thiên kiêu, một thân chiến lực sâu không lường được, bị người cho rằng là ổn vào 10 vị trí đầu tồn tại, thậm chí có thể trùng kích 3 vị trí đầu. Mà Lục Minh, phía trước biểu hiện, có thể nói là tương đối hắc mã, cũng bị người đứng vào đệ nhất cấp bậc bên trong. Hiện tại Lục Minh đối mặt Sở Thành Không, ai mạnh hơn? Nhất định là Sở Thành Không mạnh hơn, Sở Thành Không cũng là yêu nghiệt quái vật cấp bậc nhân vật, nhưng là hắn tu vi mạnh hơn, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ. Có người mở miệng, phi thường khẳng định. Nói có lý. Những người khác cũng gật đầu, phần lớn người đều cảm thấy, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Sở Thành Không đối thủ. Lục Minh, rốt cuộc chạm mặt, một nửa của ngươi chiến khí, ta nhận. Sở Thành Không cầm trong tay trường thương, trên người bao trùm lấy 2 tầng chiến giáp cùng chiến y, càng lộ vẻ uy nghiêm, khí thế như điên, như là chiến thần phục sinh. Sắc mặt hắn bình tĩnh, từng bước một hướng về Lục Minh dậm chân đi, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền đánh, ta cũng đã sớm nghĩ dẹp ngươi một trận, tới đi, ra tay đi. Lục Minh lớn tiếng nói. Thành toàn ngươi. Sở Thành Không quát lạnh, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, một đạo to lớn thương ảnh hiện lên, dài tới mấy ngàn dặm. Chiến thần kích.
Sở Thành không quát khẽ, vừa muốn thi triển ra chiến thần kích. Lúc này, Lục Minh thân hình lóe lên, thế mà hướng về nơi xa cuồng bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sở Thành không, ngươi một nửa chiến khí trước tồn ở chỗ của ngươi, đằng sau ta lại đến lấy. Xa xa truyền đến Lục Minh thanh âm, trong chớp mắt, Lục Minh đã bay ra bên ngoài mấy trăm dặm. Sở Thành không kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Khí thế của hắn lúc đầu đã tăng lên tới đỉnh điểm, đang chuẩn bị phun chớp một đòn đây, Lục Minh lại trốn. Trốn. Lục Minh không đánh mà chạy, trong nháy mắt phi ra mấy trăm dặm, để tất cả người quan chiến ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng Lục Minh sẽ cùng Sở Thành không đại chiến một trận đây. Ha ha, ta liền biết Lục Minh không dám chiến, hắn rất tự biết mình, biết không phải là Sở Thành không đối thủ, cho nên tại động thủ trước đó trực tiếp trốn. Không sai, Sở Thành không tuyệt đối so với Lục Minh mạnh, Lục Minh thực lực, đại khái rõ ràng. Không đánh mà chạy cũng là bình thường, huống chi, Sở Thành không chiến y vẫn là tử sắc, đối chiến lực tăng phúc càng nhiều. Hiện trường một mảnh nghị luận, đều cho rằng Lục Minh là biết mình không địch lại Sở Thành không, mới chạy trốn. Thành không coi như không mượn dùng chiến y tăng phúc, cũng có thể nghiền ép kia Lục Minh. Chiến thần gia tộc một lão già vút râu, thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Lão gia hỏa này, lời nói thật sớm, đừng đến lúc đó bị đánh mặt. Nguyệt Linh Lung phi thường khó chịu lẩm bẩm một câu, lời này rơi vào chiến thần gia tộc lão già kia trong tai, nhưng hắn ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một sợi sát cơ. Nhưng là Nguyệt Linh Lung đứng ở ngũ gia trong đám người, chiến thần gia tộc lão già chỉ có thể dương mắt nhìn. Người trẻ tuổi ánh mắt thiền cận, không có quy tắc. Chiến thần gia tộc lão già vung lên ống tay áo, quát lớn một tiếng. Nguyệt Linh Lung làm một mặt quỷ, không thèm để ý đối phương. Viên cầu thế giới bên trong, Sở Thành không nhìn thấy Lục Minh đào tẩu, lập tức nổi giận. Chạy đi đâu? Sở Thành không nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lục Minh đuổi theo. Chớ đi, đánh với ta một trận. Sở Thành không truy ở Lục Minh đằng sau, một bên giống to. Đằng sau gặp lại ngươi. Lục Minh để lại một câu nói, tiếp tục phi hành. Hắn ngược lại không phải sợ Sở Thành không dám cùng hắn một trận chiến. Mà là hiện tại giết Sở Thành không, đối với hắn sau này kế hoạch bất lợi. Sở Thành không, hay là giữ lại đằng sau lại giết a? Lục Minh đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, hóa thành một chỉ cửu thiên côn bằng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chiến thần thế gia tu luyện công pháp, lấy công phạt chi thuật tăng trưởng, tốc độ cũng không am hiểu, khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng xa. Lục Minh, lưu lại cho ta. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai cái thanh niên, trong đó một cái hét lớn. Thật đúng là khéo léo. Lục Minh nhếch miệng lên, bởi vì trong đó một cái thanh niên, vẫn là người quen biết cũ, rõ ràng là lúc trước tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ tranh đoạt thần lực Nguyên Châu Nguyên Vũ. Nguyên Vũ thiên phú, có thể nói cao kinh người, ở thần vương nhất trọng, thần lực bản nguyên thừa số liền lần thứ hai thức tỉnh, cái này tuyệt đối không thấy nhiều. Hiện tại, Nguyên Vũ tu vi cũng đột phá đến thần vương nhị trọng. Hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt bộc phát ra kinh người sát cơ. Cũng là bởi vì Lục Minh, hắn mới đã mất đi thần lực Nguyên Châu. Cái kia thần lực Nguyên Châu, chính là cửu đao thiên vương phủ dự định ban cho hắn, khi hắn biết rõ cái này chân tướng về sau, khí ba tháng không ngủ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh, càng ngày càng bảo. Lục Minh, tái chiến một lần. Nguyên Vũ gầm thét, thần vương nhị trọng tu vi hoàn toàn bộc phát, tăng thêm lần thứ hai thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, thì triển ra một chiêu mạnh nhất, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là, hắn công kích mới vừa công ra, con ngươi liền kịch liệt biến lớn, bởi vì có một đám cửu trảo thần long, hướng về hắn đánh giết mà đến. Hống hống hống. Tổng cộng 36 đầu cửu trảo thần long, lập tức đem hắn che mất, sau đó, Nguyên Vũ cùng người thanh niên kia thân thể biến mất không còn tăm tích, sau một khắc ở viên cầu bên ngoài nổi lên. Ta. Nguyên Vũ kém chút thổ huyết, quả thực bị đánh cho choáng váng. Thời gian qua đi hơn 100 năm, hắn tu vi tiến vào thần vương nhị trọng, lúc đầu cho rằng có thể thu thập Lục Minh, không nghĩ tới một chiêu liền bị Lục Minh miểu sát, hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Lục Minh một chiêu miểu sát Nguyên Vũ cùng một cái khác thanh niên, thân hình không ngừng, tiếp tục phi hành. Không lâu sau đó, Lục Minh triệt để hất ra Sở Thành không, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm phi hành. Ước chừng tầm nửa ngày sau, phía trước, ánh sáng chói mắt tràn ngập. Lục Minh thấy được một cái quang cháo, như một cái móc ngược chén lớn, úp ngược lên trên mặt đất, quang cháo bên trong, là một mảnh bằng phẳng mặt đất. Mảnh này mặt đất bên trên, có 20 tòa chiến đài. Mà ở mỗi một tòa chiến đài bên cạnh,
đều có một cái chỗ ngồi, đây chính là thần tọa. Một vòng này, tên là định thần tọa, chính là cướp đoạt thần tọa. Trước định ra 20 cái danh ngạch, sau đó căn cứ cá nhân chiến khí nhiều ít tiến hành một cái bước đầu xếp hạng định xong về sau, sau đó từ một tên sau cùng bắt đầu hướng về phía trước khiêu chiến, cuối cùng định ra 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu. Quang cháo phụ cận, đã hội tụ rất nhiều người. Hiển nhiên, không ít người đã đến. Những người này, trên người bao trùm lấy đủ loại nhan sắc không giống nhau chiến y. Có lục sắc, có màu xanh, cũng có màu xanh nhạt. Thậm chí, có tử sắc. Lục Minh ánh mắt quét qua đi qua. Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm, Viên Kiệt. Những cái này Thánh Đô Thập Kiệt, không hề nghi ngờ, trên người chiến y nhan sắc, đều là tử sắc. Còn có Đế Kiếm Nhất, Ngàn Thánh Tuyên trên người mấy người chiến y, cũng đều là tử sắc. Những người này đứng ở không trung, như hạc giữa bầy gà, lóa mắt hết sức. Những người khác cùng bọn hắn rất xa kéo dài khoảng cách, sợ bị những người này đánh giết, chiếm lấy bọn họ trên người chiến khí. Các phương người hai bên đều kéo mở khoảng cách đủ xa, hai bên đề phòng. Lục Minh đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có ít người trong mắt lấp lóe lấy bất thiện, có chút tham lam. Lục Minh trên người chiến y, mặc dù không phải tử sắc, nhưng tản mát ra nồng đậm vô cùng lam sắc quang huy, hiển nhiên là đến lam sắc chiến y mức cực hạn. Khoảng cách tử sắc, cũng chỉ là cách xa một bước, nếu là có thể đánh giết Lục Minh, nhất định có thể thu hoạch được số lớn chiến khí. Không ít người không có hảo ý, nhưng là không có động thủ. Bọn họ ở kiêng kỵ, hiện tại nhiều người như vậy, nếu như đối Lục Minh động thủ, bọn họ sợ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong đó, có một ánh mắt, sát cơ lạnh lẽo nhất. Đó là đến từ Vu Phàm ánh mắt. Vu Phàm, đồng dạng là một trong Thánh Đô Thập Kiệt, trên người chiến y là tử sắc, bất quá chỉ là đạm tử sắc. Hắn hướng về Lục Minh, rất muốn ra tay đánh giết Lục Minh. Nhưng là hắn thân làm Thánh Đô Thập Kiệt, đối thủ rất nhiều, cũng có rất nhiều người theo dõi hắn, ở chỗ này, hắn thật đúng là không dám động thủ, sợ dắt một phát mà động toàn thân, lọt vào người khác công kích. Lục Minh đứng ở không trung, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, nơi này người càng ngày càng nhiều, không ngừng có người đến đây. Rất nhanh, quang cháo chung quanh, trọn vẹn vây quanh khoảng 500 người. Ầm ầm, tiếng xé gió vang lên, Sở Thành Không cấp tốc bay tới, mang theo cuồng phong. Lục Minh, Sở Thành Không gầm thét, vừa nhìn thấy Lục Minh, liền muốn hướng về Lục Minh giết đi qua. Nhưng là sau một khắc, hắn lập tức dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc. Bởi vì rất nhiều đạo ánh mắt, rơi ở trên người hắn, những ánh mắt này, đều mang tham lam. Sở Thành Không trên người chiến y, nhan sắc quá chói mắt. Thâm tử sắc, phát ra nồng nặc tử sắc quang mang. Cái này cần ẩn chứa bao nhiêu chiến khí? Chiến y cấp bậc có thể cùng Sở Thành Không tương đối, không có mấy cái. Ngay cả Thánh Đô Thập Kiệt cấp bậc kia thiên kiêu, đều hướng về Sở Thành Không, dục dịch. Sở Thành Không không dám động thủ, làm ra phòng ngự tư thái. Cuối cùng, không có người xuất thủ. Hiện trường cao thủ nhiều lắm, hai bên đều cố kỵ, xuất thủ trước nhất, nhất định sẽ bị người khác để mắt tới, một cái không tốt, liền sẽ trở thành con mồi của người khác. Quang cháo chung quanh, đám người lẫn nhau cố kỵ, cuối cùng đều không có người xuất thủ, rằng co tại đó. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, quang cháo người chung quanh, dừng lại ở 500 tả hữu. Hiển nhiên, những người khác bị đào thải. Tiến vào hơn 1 vạn người, qua 3 tháng chém giết, cuối cùng còn lại khoảng 500 người. Mà cái này 500 người, có thể nói đều là tinh anh, muốn tranh đoạt cuối cùng 20 cái thần tọa. Theo thời gian trôi qua, không khí hiện trường cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng ngưng trọng. Đám người hướng về quang cháo bên trong thần tọa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ông! Bỗng nhiên, cái kia quang cháo nhỏ nhẹ rung rung, quang mang đại thịnh, sau một khắc, đụng một tiếng, cái kia quang cháo nổ bể ra đến, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bá, bá, bá! Quang cháo vừa tiêu tán, liền có từng đạo bóng người bảo trùng đi, hướng về 20 tòa chiến đài phóng đi. Hơn 500 người, phân tán ra 20 cỗ, hướng về 20 cái bất đồng chiến đài phóng đi. Cút! Cút chính là ngươi! Người còn đang không chung, hỗn chiến liền bạo phát. Trong khoảnh khắc, thì có mấy chục người bị giết, chết trong hỗn chiến. Hưu! Chỉ mang kinh thiên! Thánh Đô Thập Kiệt đứng đầu Hư Vô Nhai, hai ngón liên tục điểm ra, mỗi một chỉ đều có một thanh niên thân thể bị xuyên thủng, chết tại chỗ. Trong chớp mắt, thì có 10 cái thiên kiêu bị Hư Vô Nhai đánh giết. Đi! Còn dư lại thanh niên kinh khủng,
căn bản không dám cùng hư vô nhai cạnh tranh, nhao nhao rời đi tòa này chiến đài, phóng tới mặt khác chiến đài. Mặt khác một tòa chiến đài, kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm. Huyết quang nhảy hiện, hơn 10 thanh niên bị một kiếm chém giết. Đó là đế kiếm nhất, tóc trắng áo trắng đế kiếm nhất. Cùng hắn một tòa chiến đài thanh niên vô cùng hoảng sợ, cũng ly khai tòa này chiến đài. Thánh đô thập kiệt, đế kiếm nhất những cái này cao cấp nhất thiên kiêu, đều không có phóng tới cùng một tòa chiến đài, mà là phân tán ra, hiện tại, vẫn chưa tới bọn họ tỉ thí thời điểm. Có những cái này thiên kiêu ở chiến đài, mặt khác thiên kiêu căn bản là không có cách cạnh tranh, liền xem như xếp tại đệ nhị cấp bậc lần thiên kiêu, cũng bị dễ dàng chém giết. Những cái này đỉnh cấp thiên kiêu, dễ dàng chiếm cứ một tòa chiến đài. Bá! Lục Minh cũng xông hướng một tòa chiến đài. Tòa này chiến đài, cũng không có đệ nhất cấp bậc thiên kiêu. Giết! Lập tức, tối thiểu có hơn 10 đạo công kích, đánh tới Lục Minh. Lục Minh chiến y, nhan sắc cực kỳ nồng đậm, rất nhiều thiên kiêu đều theo dõi Lục Minh. Ngăn trở! Lục Minh cố ý hét lớn một tiếng, thì triển ra hàn băng tỏa liên cùng cửu trọng xích kim giáp chống đối. Rầm rầm rầm! Hơn 10 đạo công kích rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh cố ý thân thể chấn động mãnh liệt, làm bộ không địch lại, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chủ yếu là bay về phía tòa này chiến đài quá nhiều người, thế mà trọn vẹn vượt qua 100, hơn nữa nhân số còn đang tăng thêm. Bởi vì mặt khác chiến đài đều có kinh khủng cường giả tọa chấn, những người khác khó có thể cạnh tranh, cũng bay hướng tòa này chiến đài. Nhiều người như vậy, Lục Minh mới không có ngu như vậy, hiện tại liền đà sinh đà tử, cái kia nhiều lắm mệt mỏi. Cho nên, hắn kỳ địch lấy yếu, làm bộ bị đánh lui. Lục Minh sau khi bị đánh lui, có người muốn thừa thắng xông lên, đánh giết Lục Minh, nhưng là, lại bị những người khác nhất đao chảm giết. Nhiều người như vậy, làm sao có thể tất cả mọi người cùng một chỗ công kích Lục Minh, hai bên đều hướng về đây, chỉ cần có rảnh rỗi ngăn, liền sẽ vô tình xuất thủ. Không có người nào hướng về Lục Minh, cái này chiến đài, bộc phát ra một trận hỗn chiến. Lục Minh trong đám người tả xung hữu đột, một bộ rất yếu, dáng vẻ. Sau đó, đã có người bắt đầu bình luận. Cái Lục Minh này quả nhiên không được, không có đệ nhất cấp bậc chiến lược. Mặt khác đệ nhất cấp bậc chiến lược thiên kiêu, dẫn đầu độc chiếm, lực áp quần hùng, không người dám chiến, đã ngồi lên thần tọa. Ta nói đúng rồi, Lục Minh chiến lược, mặc dù không tệ, nhưng đoán chừng chỉ là đệ nhị cấp bậc lần đỉnh phong mà thôi, không đạt được đệ nhất cấp bậc. Nhìn thấy Lục Minh cái dạng này, rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Lục Minh thực lực chỉ đến như thế. Bất quá, có mấy người thanh niên lại nhíu mày. Kia liền là trước đó bị Lục Minh đánh chết một chút thiên kiêu, như Lam Phong. Trước đó thời điểm Lục Minh đánh giết bọn họ cảm giác Lục Minh lực lượng quả thực hùng hậu như biển, sâu không lường được, lấy như vậy chiến lực, không nên biểu hiện không chịu được như thế mới đúng. Gia hỏa này, đang giả vờ yếu. Lam Phong đoán được Lục Minh mục đích, hắn hận không thể nhắc nhở những cái kia thiên kiêu, hợp lực giải quyết Lục Minh, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lục Minh tòa kia chiến đài, đại chiến hết sức kịch liệt. Hơn 100 người đang chém giết lẫn nhau, đại chiến kịch liệt như vậy chiến đài, tổng cộng mới 2 tòa mà thôi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị đánh giết, hóa thành quang mang biến mất ở nơi này. Cho dù dạng này, chém giết y nguyên thảm liệt. Bởi vì, ở trong này bị đánh giết, sẽ không thật chết, bọn họ không có nỗi lo về sau, tự nhiên từng cái liều mạng. Rất nhanh, tòa này chiến đài chỉ còn lại mấy chục người, nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, chỉ còn lại có mười mấy người giao chiến. Mười mấy người này, đều là xếp tại đệ nhị cấp bậc lần thiên kiêu, tu vi đều đạt đến thần vương tam trọng, thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Mười mấy người chiến lực không sai biệt lắm, lẫn nhau chém giết, một trận hỗn chiến xuống tới, tự nhiên từng cái thụ thương, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, Lục Minh ra tay. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, đứng ở trên không, một bộ điểu tạc thiên bộ dáng, nói các ngươi đều cút cho ta, tòa này chiến đài là của ta. Cút a, chết cho ta. Tiểu tử, chiến khí ngươi là ta. Nhìn thấy Lục Minh bộ dáng này, lập tức liền có người đối Lục Minh xuất thủ. Chấp mê bất ngộ. Lục Minh rất trang bước nói một câu, sau đó trực tiếp sử dụng chúa tể chi môn. Oanh! Chúa tể chi môn hóa thành vạn trượng chi cử, chấn áp mà xuống, những cái này thiên kiêu lúc đầu đã thụ thương, chiến lực đại giảm, chỗ nào chống đỡ được chúa tể chi môn, trực tiếp bị Lục Minh chúa tể chi môn tiêu diệt. Không tốt, là bản nguyên bí thuật. Còn dư lại thiên kiêu kinh hãi. Giết! Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn,
liên tục trấn áp. Bính bính bính. Không ngừng có thiên kiêu bị chúa tể Chi Môn tiêu diệt, chết tại chỗ. Hơn 10 thiên kiêu, trong chớp mắt bị đánh chết không còn một mống. Cái này chiến đài, chỉ còn lại có một người, Lục Minh. Lục Minh mỉm cười, đi về phía cái kia thần tỏa. Vô sỉ, vô sỉ a. Cố ý chờ người khác thụ thương mới ra tay, quá vô sỉ. Bên ngoài, có người giống to, cho rằng là Lục Minh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái gì vô sỉ, cái này gọi là chiến thuật. Nguyệt Linh lung khó chịu phản bác. Bên ngoài tranh luận một mảnh, cũng không cải biến được bên trong sự thật. Lục Minh hướng đi một tòa thần tọa, ở trên thần tọa ngồi xuống, sau đó ánh mắt bắt đầu đánh giá. Hắn thấy được Thu Nguyệt cũng chiếm cứ một cái thần tọa, ngồi ở chiến đài phía trên. Đáng nhắc tới chính là, Thu Nguyệt vừa rồi biểu hiện ra chiến lực, cũng cực kỳ kinh người, hoàn toàn đạt đến đệ nhất cấp bậc, kinh hãi rất nhiều người. Thu Nguyệt hướng về phía Lục Minh mỉm cười. Ủng hộ, tiến vào 10 vị trí đầu. Lục Minh cho Thu Nguyệt động viên. Giờ phút này, chỉ còn lại có cuối cùng một cái chiến đài, còn ở đại chiến kịch liệt. Cũng chỉ còn lại sau cùng hơn 10 người. Lam Linh, cũng ở cái kia chiến đài cạnh tranh, đáng tiếc, nàng mặc dù thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, nhưng thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh số lần không đủ, tòa kia chiến đài, có một cái cực mạnh thiên kiêu, mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng là nắm giữ mấy loại mặt khác đáng sợ bí thuật, chiến lực phi thường kinh người, so Lam Phong còn mạnh hơn một bậc. Cuối cùng, Lam Linh bị giết ra thế giới này, thối lui ra khỏi cạnh tranh. Một trận chém giết về sau, cuối cùng tòa kia chiến đài, bị cái kia cường đại thiên kiêu chiếm cứ. Cái kia thiên kiêu, mặc dù thực lực cũng không phải là đệ nhất cấp bậc, nhưng là đủ để đứng vào đệ nhị cấp bậc đỉnh phong, mấu chốt là, trên người của hắn chiến y nhan sắc cực kỳ nồng đậm, lại là tử sắc. Có thể thấy lúc trước hắn vận khí không tệ. Tử sắc chiến y, đối hắn chiến lực cũng có rất lớn tăng phúc, cho nên cuối cùng lực áp quần hùng, lấy được thắng lợi, ngồi lên cái cuối cùng thần tỏa. 20 cái thần tỏa, toàn bộ có chủ rồi. 20 người, ánh mắt xa xa tương đối, và chạm ra rực rỡ hỏa hoa. Về sau, bọn họ 20 người sẽ là đối thủ. 10 vị trí đầu, đây là rất nhiều người mục tiêu. Giết đến một bước này, chỉ có 10 vị trí đầu, mới có ý nghĩa. Người thứ 11 đến người thứ 20, không có chút nào giá trị. Chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, mới có thể có khai phủ lập tộc tư cách. Tiến vào 3 vị trí đầu, mới có thể hướng Thánh Hoàng đưa ra một cái điều kiện. Đây mới là mục tiêu của mọi người. Giờ phút này, quốc sư dậm chân mà ra, đứng ở viên cầu thế giới trên không, hắn vung tay lên, một đạo hồng quang chui vào đến viên cầu bên trong, sau đó, hắn mở miệng, hắn thanh âm, thế mà có thể trực tiếp truyền đến viên cầu thế giới bên trong. Tốt rồi, hiện tại 20 người đứng đầu đã quyết ra, hiện tại, ta sẽ căn cứ các ngươi thu hoạch được chiến khí nhiều ít, làm một cái bước đầu xếp hạng. Quốc sư thanh âm, ở Lục Minh đám người vang lên bên tai. Người thứ nhất, đế kiếm nhất. Đón lấy, quốc sư tuyên bố. Đế kiếm nhất chiến khí, là nồng nặc nhất, điểm này, không xuất chúng người đoán trước. Bởi vì nhìn chiến y nhan sắc, cũng có thể nhìn ra một thứ đại khái, đế kiếm nhất tử sắc chiến y, nhan sắc nồng nặc nhất. Người thứ hai, hư vô nhai. Người thứ ba, thiên thánh huyên. Người thứ tư, sở thành không. Người thứ 13, Thu Nguyệt. Người thứ 18, Lục Minh. Người thứ 19, U Tinh. Rất nhanh, quốc sư liền sẽ 20 người chiến khí xếp hạng, tuyên bố ra. Đương nhiên, đây chỉ là lần đầu xếp hạng, cuối cùng xếp hạng, còn cần dựa vào khiêu chiến mới có thể quyết định. Ta thế mà xếp hạng 18, còn có 2 người so với ta còn thấp A. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Phía sau hắn một đoạn thời gian, cố ý không có đi chiếm lấy chiến khí, chính là muốn ở trận chiến cuối cùng bên trong, để xếp hạng thấp một chút, không nghĩ tới có người so với hắn còn thấp. Ầm ầm. Lúc này, dưới chân bọn hắn 20 tòa chiến đài, bắt đầu di động, cuối cùng hội tụ thành một tòa càng thêm to lớn chiến đài. 20 cái đỉnh cấp thiên kiêu, phân biệt ngồi tại 20 cái trên thần tọa, phân bố các phương. Dựa theo quy tắc, một tên sau cùng bắt đầu khiêu chiến, mỗi người, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thắng lợi, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hoặc là tạm thời nghỉ chiến. Nếu như khiêu chiến thất bại, là không có tiếp tục cơ hội khiêu chiến, chỉ có chờ đợi người khác khiêu chiến. Hiện tại, từ người thứ 20 bắt đầu, người thứ 20, Cao Tung, người muốn khiêu chiến ai? Quốc sư thanh âm, tiếp tục vang lên. Người thứ 20, tên là Cao Tung, đến từ Lưu Quang Thiên Vương Phủ. Lưu Quang Thiên Vương Phủ, ở 27 tòa Thiên Vương trong Phủ, xếp hàng đệ nhị,
gần với Vô Song Thiên Vương Phủ, xếp hạng so Thiên Thánh Thiên Vương Phủ cao hơn nữa. Cao Tung, là Lưu Quang Thiên Vương Phủ tối cường thiên kiêu, cũng là một vị bị đứng vào đệ nhất cấp bậc thiên kiêu, thực lực phi thường kinh người. Cao Tung bước ra một bước, rơi vào chiến đài phía trên, ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một thanh niên trên người. Vu Cửu Thiên, đi ra đánh một trận. Cao Tung một chỉ trong đó một cái thanh niên. Hắn muốn khiêu chiến Vu Cửu Thiên. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Vu Cửu Thiên, một trong Thánh Đô Thập Kiệt, mới vừa rồi chiến khí xếp hạng bên trong, Vu Cửu Thiên xếp hạng đệ cửu. Rất bình thường, nếu là ta, cũng lựa chọn Vu Cửu Thiên, bây giờ 20 người, ai cũng muốn đi vào 10 vị trí đầu, Cao Tung mục tiêu, rất hiển nhiên cũng là tiến vào 10 vị trí đầu. Hắn rõ ràng, lấy thực lực, tiến vào 3 vị trí đầu là không dễ, cho nên mục tiêu cuối cùng của hắn chính là 10 vị trí đầu, khiêu chiến xếp hạng đệ cửu Vu Cửu Thiên, liền thích hợp nhất. Chỉ cần đánh bại Vu Cửu Thiên, là hắn có thể nhảy lên trở thành người thứ 9, sau đó chờ đợi người khác khiêu chiến, coi như thua trận một trận, tên của hắn lần lui lại một tên, cũng có thể bảo trụ người thứ 10. Có người giải thích nói. Lời giải thích này, thu được mọi người tán đồng. Vậy tại sao không khiêu chiến người xếp hạng càng cao, chẳng phải là an toàn hơn? Nguyên nhân rất đơn giản, người xếp hạng càng cao, thực lực mạnh hơn, Cao Tung chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, hắn nếu như thất bại, cũng chỉ có thể cố định ở người thứ 20, cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, tuyển ở xếp hạng đệ cửu Vu Cửu Thiên, là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn ta, là sai lầm của ngươi. Vu Cửu Thiên đạm mạc mở miệng, bước ra một bước, rơi vào chiến đài phía trên. Có đúng không, Thánh Đô Thập Kiệt, ta đã sớm nghĩ chiếu cố, Sở Thành không có thể đánh bại Viên Kiệt. Ta cũng như thường có thể bại ngươi. Cao Tung cười nhạt, phi thường tự tin. Sở Thành không cùng Viên Kiệt đồng thời lạnh rên một tiếng. Viên Kiệt là không hiểu nằm thương, trong lòng khó chịu. Mà Sở Thành không là khinh thường, Cao Tung cũng xứng so với hắn. Oanh, oanh. Hai người không còn nói nhảm, bộc phát ra cường đại khí tức, sau đó, hai đạo bóng người, như ánh sáng đụng vào nhau. Kinh khủng bạo tạc vang lên. Cuồng bạo kinh khí, như sóng to gió lớn một dạng quét sạch bát phương. Hai người đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Hai người đều bị xếp tại đệ nhất cấp bậc, không hề nghi ngờ, thực lực đều mạnh phi thường. Đều là thần vương tam trọng tu vi, thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh hai lần, hơn nữa, thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Nhìn bề ngoài, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều. Kỳ thật, cho dù bên ngoài không kém nhiều, nhưng là thực tế chiến lực, cũng vẫn là có khác biệt. Đối bản nguyên bí thuật vận dụng, còn có nắm trong tay mặt khác thần kỹ, thần công diệu pháp, bí thuật mạnh yếu, cá nhân ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, đều quyết định chiến lược mạnh yếu. Tỷ như, hai người đều là 50kg lực lượng, một cái chỉ là phổ thông phần tử trí thức, mà một cái khác thì là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng, chiến lược có thể giống nhau sao? Còn có như Lục Minh dạng này, trừ bỏ thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật bên ngoài, còn nắm trong tay mặt khác kinh khủng thần công diệu pháp cùng bí thuật, chiến lược đồng dạng kinh người. Cho nên, Vu Cửu Thiên cùng Cao Tung chiến lược, đồng dạng là có khoảng cách. Hơn nữa, Cao Tung trên người chiến y là lam sắc chiến y, Vu Cửu Thiên chính là tử sắc chiến y, đối chiến lược tăng phúc càng mạnh. Hai người đại chiến mấy chục chiêu về sau, Cao Tung bắt đầu không địch lại, rơi vào hạ phong, bị Vu Cửu Thiên áp chế. Hiện trường, tất cả mọi người tinh tế quan sát. Cấp bậc này thiên kiêu quyết đấu, khó gặp. Lục Minh cũng đang tinh tế quan sát. Đi xuống cho ta. Cuối cùng, Vu Cửu Thiên hét lớn một tiếng, thì triển ra toàn lực, oanh ra một chiêu mạnh nhất. Vu Cửu Thiên cùng Cao Tung, oanh ra một chiêu mạnh nhất, tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Cuối cùng, Cao Tung thân thể chấn động mãnh liệt, thân hình nhanh lùi lại, hướng về bay ngược, bay thẳng đến ra chiến đài, miệng phun máu tươi. Cao Tung, bại. Cuộc tỷ thí này, bị đánh ra chiến đài, tính bại. Còn có, bị đánh giết, cũng tính bại. Cao Tung bại một lần, trên người hắn thế mà phi ra một cỗ chiến khí, dung nhập vào Vu Cửu Thiên trên người, để Vu Cửu Thiên trên người chiến y nhan sắc càng đậm. Đánh bại cũng có thể hấp thụ chiến khí. Lục Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng đại hỉ. Hắn quả nhiên đánh cuộc đúng. Những người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Bị đánh bại, chiến khí liền bị hút đi một nửa. Đây đối với phía sau tỷ thí, ảnh hưởng cực lớn a. Trong lòng mọi người truyền bất đồng suy nghĩ. Cao Tung sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lúc đầu xếp tại một tên sau cùng, hiện tại khiêu chiến thất bại, đã không có cơ hội, xếp hạng cố định ở người thứ 20. Mà Vu Cửu Thiên, mỉm cười, về tới bản thân thần tỏa. Vu Cửu Thiên thắng, tỷ thí tiếp tục,
Xếp hạng 19 U Tinh bắt đầu khiêu chiến. Quốc sư tiếp tục tuyên bố. U Tinh, chính là cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu số 1, thực lực cũng cực mạnh, xếp tại đệ nhất cấp bậc phía trên. Thân hình hắn như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, lóe lên phía dưới, liền xông lên chiến đài. Sau đó, hắn ánh mắt ở trên thân mọi người liếc nhìn lên. Có ít người ánh mắt lóe lên, đối U Tinh cực kỳ kiêng kỵ. Rất nhiều người đang suy đoán, U Tinh biết chọn chiến ai. Cuối cùng, U Tinh ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Tiểu tử, xuống đến nhận lấy cái chết. U Tinh một chỉ Lục Minh, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn khiêu chiến Lục Minh. Rất nhiều người trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu cho rằng, U Tinh sẽ cùng Cao Tung một dạng, trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu bên trong người vật, trước chiếm lấy một cái 10 vị trí đầu danh ngạch, như thế mới là tỉnh lực nhất biện pháp. Chọn trước chiến hơn 10 người, lại đi khiêu chiến người khác, liền cần tiêu hao càng nhiều thần lực. Hơn nữa, U Tinh vẫn là khiêu chiến xếp hạng thứ 18 Lục Minh. Khiêu chiến ta. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nói thật, cái này chính hợp ý hắn à. Lục Minh cũng bước ra một bước, đi tới chiến đài phía trên, cùng U Tinh đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, giết ta cửu U Thiên Vương phủ người, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. U Tinh âm lãnh mở miệng, quanh thân quỷ khí tràn ngập, như một tôn từ địa ngục bên trong đi ra quỷ vương. Giết thì đã có sao? Không ngại nói cho ngươi, ở ngươi trước đó, ta lại giết mấy cái, đợi lát nữa, còn phải hơn nữa ngươi. Lục Minh thản nhiên nói, một bộ không đem U Tinh để ở trong mắt bộ dáng. Ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. U Tinh ánh mắt bên trong, không ngừng có u quang lưu chuyển mà ra, quanh thân quỷ khí đại thịnh, thân hình thoát một cái, liền hướng Lục Minh giết tới. Quỷ khí bốc lên, một cái to lớn quỷ trảo, hướng về Lục Minh bắt tới. Cổ thần quyết, trảm nguyệt. Lục Minh trong lòng hơi động, liền thi triển ra cổ thần thể, hình thể tăng vọt, biến thành thanh giáp cổ thần. Sau đó, một cán to lớn trường thương xuất hiện ở trong tay, một thương chém tới. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về U Tinh quỷ trảo chém tới. Thế mà cùng cửu U Thiên Vương phủ người cứng đối cứng, thực sự là ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người lắc đầu. Ai cũng biết, cửu U Thiên Vương phủ công kích cực kỳ quỷ dị, có thể ảnh hưởng linh hồn. Một khi cùng cứng đối cứng, cũng sẽ bị đối phương cái kia quỷ dị năng lượng xâm lấn. Lục Minh cử động lần này không phải đang tự chịu diệt vong sao? Chết đi cho ta. U Tinh trong mắt, cũng lộ ra vẻ đắc ý, lãnh mang chớp liên tục, quỷ trảo lực lượng lại tăng lên mấy phần. Oanh! Trăng lưỡi liềm chuyển mũi thương, cùng U Tinh quỷ trảo đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, kinh khí bốn phía. Quả nhiên, một cỗ lực lượng quỷ dị hướng về Lục Minh đánh tới. Muốn công kích Lục Minh linh hồn. Nhưng là, Lục Minh trong linh hồn, có kinh vũ bức tranh chấn thủ, công kích linh hồn, đối với hắn vô hiệu. U Tinh nhưng không biết hắn công kích đối Lục Minh vô hiệu, chỉ thấy hắn lộ ra nhe răng cười, nói chết cho ta. Bàn tay của hắn như đao, một đạo hướng về Lục Minh đầu lâu cắt tới. Hắn phải lấy một chiêu này, đánh giết Lục Minh. Lục Minh cười lạnh, khí tức trên thân càng thêm bạo tạc, trường thương trong tay lao ngược lên trên. Hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, oanh sát hướng U Tinh. Đây là diệt thế tam kích một chiêu cuối cùng, Bảo Tinh. To lớn trường thương, cùng U Tinh đụng vào nhau, liền ầm vang nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng, đem U Tinh bao phủ ở bên trong. À, ngươi làm sao có thể còn có thể thi triển ra toàn lực? U Tinh kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc đầu muốn thừa cơ Lục Minh linh hồn bị hắn ảnh hưởng. Nhất cử đánh giết Lục Minh, không nghĩ tới Lục Minh mảy may không bị ảnh hưởng. Điều trùng tiểu kỹ, đối ta vô dụng. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi có thủ hộ linh hồn bảo vật. U Tinh nghĩ tới điều gì, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết. Lục Minh lười nhác giải thích, trực tiếp đánh tới U Tinh. Luyện ngục quỷ vương, đi ra cho ta. U Tinh gầm thét, chung quanh thân thể quỷ khí tăng vọt, sau đó một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một cái to lớn ác quỷ hình thành. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đây là U Tinh bản nguyên bí thuật, luyện ngục quỷ vương. Chú tể chi môn, ra. Lục Minh nói nhỏ, thể nội 10 loại thần lực toàn lực vận chuyển, chú tể chi môn nổi lên, tản mát ra vạn trượng quang huy, hướng về luyện ngục quỷ vương chấn áp tới. Luyện ngục quỷ vương gào thét, vung vẩy lên quỷ đầu đao, chém vào chú tể chi môn bên trên. Chú tể chi môn chấn động nhẹ nhẹ, trên đó tản mát ra cổ lão hào quang. Mà luyện ngục quỷ vương lại là liên tiếp lui về phía sau. Ông,
Chúa tể Chi Môn tiếp tục hướng về đối phương chấn áp tới. U tinh, loại kia công kích linh hồn năng lực đối Lục Minh vô hiệu về sau, chiến lực so mặt khác cùng cấp bậc thiên kiêu còn không bằng, Lục Minh ứng phó rất nhẹ nhàng. Hắn điều khiển Chúa tể Chi Môn, không ngừng chấn áp mà xuống. Mười mấy chiêu về sau, luyện ngục quỷ vương nổ nát vụn, Chúa tể Chi Môn đụng vào U tinh bờ vai bên trên. U tinh kêu thảm, thân thể bay ngang ra ngoài, nửa người đều nổ bể ra đến, hình tượng thảm không nỡ tranh giành. A, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. U tinh giống to, kéo lấy thân thể tàn phế, liền muốn hướng về dưới chiến đài mặt phóng đi. Lục Minh vung tay lên, chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, đem toàn bộ chiến đài bao phủ ở bên trong. Thái âm thần lực bây giờ đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, điều này cũng làm cho hàn băng tỏa liên hàn khí càng thêm kinh người, toàn bộ chiến đài đều bị hơi lạnh tỏa ra, đều muốn đông lại. U tinh mạnh mẽ đâm tới, phá mở từng khối hàn băng, nhưng cũng không có lao ra. Bảo tinh, Lục Minh lại một lần nữa nã một phát súng, sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về U tinh quét sạch đi, đón lấy, Chúa tể Chi Môn tiếp tục chấn áp mà xuống. Hai đại sát chiêu, hai bút cùng vẽ. Chỉ nghe U tinh phát ra một tiếng hét thảm, thân thể triệt để nổ tung. Sau một khắc, U tinh thân thể ở viên cầu bên ngoài nổi lên, hắn trực tiếp bị Lục Minh đánh chết, giết ra viên cầu thế giới. Đáng chết, đáng chết. Bị giết đi ra, U tinh trong miệng còn không ngừng gầm thét, táo bạo như sấm. Tiểu tử này, nên giết a. Cửu U Thiên Vương phủ một số cao thủ, toàn thân xương gầy như cây khô, bị áo bào đen bao phủ, tản mát ra khí tức âm lãnh, lãnh u mở miệng. Rất nhiều người không tự chủ được cách những người này xa một chút, trong lòng phát run. Vây xem trong mọi người, rất nhiều người đều ngạc nhiên, bị kết quả này kinh động. Trước đó, rất nhiều người cho rằng Lục Minh không có đủ đệ nhất cấp bậc thực lực, tối đa chỉ là đệ nhị cấp bậc đỉnh phong thực lực. Nhưng hiện tại, Lục Minh lại cường thế đánh chết U tinh. Nhưng vì cái gì, trước đó Lục Minh đụng phải Sở Thành không thời điểm, liền chiến cũng không dám chiến đây, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, có người đưa ra nghi vấn. Cái này rất đơn giản, chủ yếu là Sở Thành không quá mạnh, Sở Thành không chiến lực, hoàn toàn là có thể cạnh tranh trước ba, Lục Minh mặc dù cũng có đệ nhất cấp bậc thực lực, nhưng là không phải Sở Thành không đối thủ. Hắn tự biết mình, biết không phải là Sở Thành không đối thủ, cho nên mới phòng thủ mà không chiến, ta đoán chừng mục tiêu của hắn là 10 vị trí đầu, còn có, hắn mặc dù đánh bại U tinh, nhưng là hắn có thủ hộ linh hồn bảo vật, dạng này U tinh lớn nhất sát chiêu với hắn mà nói, liền vô dụng, hắn đối phó, ngược lại thoải mái hơn. Một người có mái tóc trắng như tuyết lão già giải thích, một bộ đem tất cả nhìn thấu bộ dáng. Tiền bối anh minh, mắt sáng như đuốc. Một nhóm người vuốt mông ngựa. Chiến đài phía trên, Lục Minh đánh chết U tinh về sau, lập tức, U tinh trên người có số lớn chiến khí, bay vào Lục Minh trên người chiến y phía trên. Lục Minh chiến y, tản mát ra thôi sán quang huy, nhan sắc nồng đậm tới cực điểm, sau đó nhan sắc liền đã xảy ra cải biến, lam sắc thối lui, thay vào đó là tử sắc. Lục Minh chiến y, rốt cục thăng cấp đến tử sắc. Hắn chiến y, vốn là đến lam sắc đỉnh phong, hấp thu U tinh một nửa chiến khí về sau, rốt cục thăng cấp. Bất quá, chỉ là đạm tử sắc nhan sắc, cùng đế kiếm nhất, Sở Thành không đám người, còn có chênh lệch rất lớn. U tinh khiêu chiến thất bại. Quốc sư tuyên bố, tiếp tục nói, hiện tại, từ xếp hạng thứ 18 Lục Minh, tiếp tục khiêu chiến. Lục Minh muốn tiếp tục khiêu chiến, hắn mới vừa đấu qua một trận, hiện tại không biết chọn chiến ai. Trong lòng mọi người suy đoán, Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên, cũng không có lui về, trường thương một chỉ một thanh niên, nói Kim Châu, xuống tới một trận chiến. Bị Lục Minh khiêu chiến thanh niên, sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Cái này Lục Minh, thế mà khiêu chiến Kim Châu. Rất đơn giản, Kim Châu ở hiện tại người bên trong, thực lực yếu nhất, chỉ có thể coi là đệ nhị cấp bậc đỉnh phong, không khiêu chiến hắn khiêu chiến ai. Đó cũng là, Kim Châu, chính là cuối cùng cái kia chiến đài cạnh tranh kịch liệt nhất người, Lam Linh chính là thua vào tay hắn. Người này lấy được chiến khí mặc dù rất nhiều, nhặt tử sắc chiến y, ban đầu xếp hạng thứ 15, nhưng là thực lực không mạnh, là hiện ở tất cả mọi người bên trong yếu nhất, cũng không thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Ta mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy, phong thần kiếp, giết. Kim Châu hét lớn, trực tiếp bộc phát toàn lực, thì triển ra mạnh nhất bí thuật cùng sát chiêu, hướng về Lục Minh đánh tới. Oanh! Lục Minh trực tiếp tế ra Chúa tể Chi Môn, hướng về Kim Châu đập tới. Kim Châu mặc dù nắm trong tay mấy loại cường đại bí thuật,
nhưng là thực lực còn chưa đủ, ở chúa tể chi môn chấn áp xuống, thân thể chấn động mãnh liệt, mấy chiêu về sau, hắn liền bị đánh bay đến chiến đài giáp danh, bàn tay đều kém chút nổ tung lên, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Oanh! Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, Kim Châu cắn răng một cái, quay người lao xuống chiến đài, trực tiếp nhận thua. Nhận thua, phía sau hắn còn có một lần cơ hội khiêu chiến, nếu là bị Lục Minh đánh giết, giết ra thế giới này, vậy ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Tử sắc chiến y, đối chiến lược tăng phúc, quả nhiên lớn. Lục Minh nói nhỏ, lộ ra mỉm cười. Vừa rồi, hắn ở tử sắc chiến y tăng phúc phía dưới, lực lượng mạnh một đoạn, ngay cả chúa tể chi môn uy lực đều trở nên mạnh hơn, cho nên mới có thể nhẹ nhõm đánh bại Kim Châu. Kim Châu nhận thua, một nửa chiến khí bị Lục Minh hấp thu, Lục Minh chiến y, nhan sắc lập tức sâu một đoạn, chậm rãi thoát ly đạm tử sắc phạm trù. Lục Minh đánh bại Kim Châu, cũng không có vượt quá mọi người dự kiến, dù sao, Kim Châu chỉ là đệ nhị cấp bậc thực lực mà thôi. Một trận chiến này, Lục Minh thắng, Lục Minh, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, hay là tạm thời nghỉ chiến? Quốc sư tiếp tục mở miệng tuyên bố. Tiếp tục, Lục Minh thanh âm, xa xa truyền ra. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Lục Minh muốn tiếp tục muốn chiến, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến mà nói, cũng chỉ có thể khiêu chiến phía trước 14 người, phía trước 14 người, từng cái đều có cực mạnh chiến lực, từng cái cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Một lần này, hẳn là có thể kiểm nghiệm ra Lục Minh chiến lực a. Vu Phàm, đi ra đánh một trận. Mọi người ở đây chuyển đủ loại suy nghĩ thời điểm, Lục Minh thanh âm lại vang lên. Hắn muốn khiêu chiến Vu Phàm. Kỳ quái, Vu Phàm xếp hạng thứ 14, hắn lại để cho khiêu chiến Vu Phàm, ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10 nhân vật. Hắn dạng này khiêu chiến, chẳng phải là muốn tiêu hao rất nhiều thần lực. Ta biết, hắn cùng với Vu Phàm tựa hồ có thù, nhưng là dạng này khiêu chiến, cũng đúng là không khôn ngoan. Hiện trường náo động khắp nơi nghị luận, rất nhiều người có chút đoán không ra Lục Minh ý nghĩ. Một dạng đằng sau khiêu chiến người, sẽ trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10, như trước đó Cao Tung một dạng. Bởi vì dạng này mới là tốt phương án tác chiến, đại chiến số trận có thể giảm bớt đến ít nhất. Hiện tại đều là cao thủ, mỗi một trận đại chiến, đều cực kỳ tiêu hao thần lực, vạn nhất bị thương, không thể kịp thời khỏi hẳn, sẽ ảnh hưởng cực lớn chiến lực, đối phía sau khiêu chiến phi thường bất lợi. Trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Lục Minh lại là khiêu chiến thứ 14 Vu Phàm. Huống hồ, Vu Phàm thế nhưng là quốc sư chi tử. Quốc sư sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không có nhiều lời. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Rất tốt, tất nhiên ngươi tự tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Thấy mình bị Lục Minh khiêu chiến, Vu Phàm ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Bước ra một bước, Vu Phàm đi tới chiến đài phía trên người hắn, tràn ngập quỷ dị sương mù màu xám, để hắn thân hình thoạt nhìn phiêu hút bất định. Oanh! Trên thân hai người đồng thời bộc phát ra cường đại khí tức, giữa không trung gặp gỡ, kích thích cuồng bá kình khí thủy triều. Vu Phàm, bởi vì Lam Linh sự tình, muốn giết Lục Minh. Mà Lục Minh, bởi vì Lam Thương sự tình, muốn giết Vu Phàm. Hai người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cổ Vu Quyền, giết! Vu Phàm quát lạnh, thân hình hướng về Lục Minh bảo trùng đi, như một tòa núi lớn một dạng áp hướng Lục Minh, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Thần Long Pháp Tướng. Lục Minh song quyền liên tục oanh ra, 36 đầu cửu trảo thần long hình thành, hướng về Vu Phàm tấn công đi. Đồng thời, Lục Minh bước chân đạp mạnh, to lớn trường thương, như dãy núi một dạng đánh phía Vu Phàm. Thời khắc này Lục Minh, duy trì chiến tư quyết gấp 4 chiến lực, còn có thanh giáp cổ thần thể, thực lực ở bảo trì ở đỉnh phong. Cổ Vu Thể. Vu Phàm giống to, thân thể phồng lên một vòng, cơ bắp nhô lên, tràn đầy sức mạnh bàng bạc. Oanh, oanh. Hắn song quyền liên tục oanh ra, đâm rách không khí, mang theo cuồng bạo tiếng rít. Mỗi đấm ra một quyền, đều có một đầu cửu trảo thần long bị đánh nổ tung đến, liên tục mấy chục quyền, 36 đầu cửu trảo thần long, toàn bộ nổ tung. Vu Phàm trước mắt oanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền lực lượng, đều kinh người hết sức, 36 đầu cửu trảo thần long, trong nháy mắt bị đánh tan, cuối cùng một quyền đánh vào Lục Minh trường thương phía trên. Làm! Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn trường. Trường thương rung động dữ dội, Lục Minh cùng Vu Phàm thân thể, đều hơi chấn động một chút, hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt hơi động một chút. Vu Phàm thi triển cổ vu thể, tựa hồ cùng loại cổ thân thể, thi triển về sau, lực lượng sẽ tăng vọt. Bất quá, Vu Phàm cổ vu thể,
Hỏa Hầu rõ ràng không có lục minh của thần thể cao như vậy. Lục Minh bước chân đạp mạnh, vung vẩy trường thương, tiếp tục hướng về Vu Phàm đánh tới. Phá Không, Trảm Nguyệt, Bạo Tinh, Diệt Thế Tam Kích bị Lục Minh liên hoàn dùng ra, mũi thương bao phủ Vu Phàm toàn thân. Vu Phàm hét lớn, đem một thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, cùng Lục Minh đại chiến. Nhưng là, hơn 10 chiêu về sau, Vu Phàm bắt đầu không địch lại, thân hình lui lại, bị Lục Minh dần dần áp chế. Lực lượng thuần túy đối đầu, chung quy là Lục Minh chiếm thượng phong. Cái này Lục Minh lực lượng thật mạnh, thần vương nhất trọng, vì cái gì lực lượng sẽ kinh người như vậy? Hắn tuyệt đối nắm trong tay mấy loại đáng sợ bí thuật, tỉ như có thể khiến cho chiến lược tăng gấp bội bí thuật, còn có hắn thần lực cũng cực kỳ quỷ dị, hùng hậu dọa người. Thực sự là thiên tuyển chi tử, cùng là tuyệt thế thiên kiêu, còn có thể vượt qua hai trọng tu vi mà chiến, lão phu sống vô tận tuế nguyệt, đều chưa từng nhìn thấy. Năm đó cái vị kinh tài tuyệt diễm hoàng tử kia, cũng bất quá như vậy thôi, chỉ sợ còn không bằng. Lục Minh có thể đem Vu Phàm bước đến một bước này, để rất nhiều người không thể không sợ hãi thán phục. Mà quốc sư sắc mặt, là càng âm trầm mấy phần. Bách thú sát. Giờ phút này, Vu Phàm gầm thét, trên người hắn, toát ra quỷ dị hồng quang, những cái này hồng quang, xích hồng như máu, giống như là máu tươi đang chảy. Đón lấy, những cái này hồng quang, thế mà biến thành từng con bất đồng thần thú. Có thần long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có thao thiết. Tổng cộng có mấy chục cái thần thú, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, mỗi một cái, đều phát ra sát khí ngút trời. Oanh! Lục Minh một thương rút đánh vào một đầu thần long trên người, trường thương kịch chấn, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về hắn vọt tới, hắn thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, một cổ quỷ dị hồng quang, dọc theo trường thương, muốn thấm vào Lục Minh thân thể. Bị cái này hồng quang dính vào, Lục Minh thân thể truyền đến đau đớn một hồi. Thật đáng sợ lực lượng, đây là bản nguyên bí thuật. Lục Minh biết rõ, Vu Phàm rốt cuộc thi triển ra bản nguyên bí thuật, bắt đầu liều mạng. Chúa tể chi môn. Lục Minh không chút do dự, thi triển ra chúa tể chi môn, hướng về phía trước chấn áp tới. Chúa tể chi môn tản mát ra hồng hoang cổ lão quang mang, hơn nữa có một cỗ cường đại lực hấp dẫn lan tràn ra, tác dụng ở cái kia từng con thần thú phía trên. Rầm rầm rầm. Một con kia chỉ thần thú, trùng kích ở chúa tể chi môn phía trên, bộc phát đủ loại kinh khủng công kích, song phương không ngừng va chạm. Cho ta đánh nát hắn. Lục Minh quát lạnh, thể nội 10 loại thần lực cuồn cuộn, lấy chúa tể thần lực làm hạch tâm, điên cuồng hướng về chúa tể chi môn dũng mãnh lao tới. Chúa tể chi môn ong ong chấn động, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, như một tòa thiên bi một dạng nghiền ép mà xuống. Đụng chút, liên tục có mấy cái thần thú bị chấn vỡ ra. Vu Phàm biến sắc, trên người của hắn hồng quang càng tăng lên, cả người đều hóa thành một cái huyết nhân, những cái kia hồng quang biến thành thần thú phát ra gào thét, uy lực lại mạnh một chút. Còn có một số thần thú, muốn từ hai bên phương hướng tránh đi chúa tể chi môn, trực tiếp thẳng hướng Lục Minh. Nhưng là, chúa tể chi môn bên trên, bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn, nơi đó, giống như là có một ngụm lỗ đen đồng dạng, cường đại lực hấp dẫn, giống như là một tòa lồng giam, đem những cái kia thần thú hấp dẫn lấy. Va chạm đang tiếp tục, song phương đem hết toàn lực đối kháng. Bạo Tinh. Mà giờ khắc này, Lục Minh cầm trong tay trường thương, một thương hướng về Vu Phàm đâm tới, một đạo kinh khủng mũi thương, hướng về Vu Phàm đánh tới. Ngươi làm sao có thể còn có dư lực? Vu Phàm giống to, khiếp sợ không thôi. Hắn và Lục Minh đối kháng, đã dốc hết toàn lực, đã không có dư thừa lực lượng phát động mặt khác bí thuật, nhưng là, Lục Minh làm sao có thể còn có dư lực phát động mặt khác sát chiêu? Hắn tự nhiên không biết, Lục Minh có lượng tự quyết. Vì ứng đối một lần này khảo hạch, lượng tự quyết bên trong, Lục Minh đã sớm chứa đựng số lớn thần lực, điều khiển chúa tể chi môn, mặc dù hút khô Lục Minh thần lực, nhưng là lượng tự quyết lập tức liền có thần lực tràn vào Lục Minh thể nội, trong cơ thể hắn 10 cái tinh hạch, trong nháy mắt một lần nữa biến sung mãn. Tự nhiên có năng lực phát động mặt khác tiến công. Oanh! Bạo Tinh biến thành mũi thương đánh trúng Vu Phàm, sau đó nổ bể ra đến. Lực lượng hủy diệt triệt để bao phủ Vu Phàm. Vu Phàm thân thể từng khúc nổ tung, lại cũng khó có thể duy trì bản nguyên bí thuật, những cái kia thần thú trong phút chốc tán loạn ra. Chúa tể chi môn nắm lấy cơ hội, chấn áp mà xuống, trực tiếp nện ở Vu Phàm trên đầu. Vu Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, chết tại chỗ, sau đó ở viên cầu thế giới bên ngoài một lần nữa ngưng tụ mà ra. Lục Minh. Vu Phàm khuôn mặt hoàn toàn bóp méo, như một cái ác quỷ đồng dạng, bắn ra kinh người sát cơ. Hắn, một trong thánh đô thập kiệt,
tuyệt thế thiên kiêu, thế mà bại, hơn nữa còn là bại bởi Lục Minh, hắn thấy là tình địch Lục Minh, hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại bại, tương đương hắn triệt để kết thúc lần tỷ thí này, vô duyên 10 vị trí đầu. Cả người hắn đều muốn tức nổ tung. Ở Thái Hư Thánh Triều tổ chức trước đó, hắn liền buông lời, khẳng định phải cầm xuống 10 vị trí đầu, thậm chí trùng kích 3 vị trí đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, trực tiếp cùng 10 vị trí đầu vô duyên, hắn trước kia nói ra, nhất định chính là ở đánh giấm, ở đùng đùng đánh mặt của hắn. Tất cả những thứ này, đều là Lục Minh tạo thành. Đáng chết tạp chủng, tạp chủng. Vu Phàm gầm thét, như một cái nổi điên dã thú. Phàm Nhi, chấn định một điểm, thắng bại là chuyện thường binh ra. Một thanh âm, ở Vu Phàm trong tai vang lên, Vu Phàm thân thể chấn động, trên người lệ khí rốt cục tiêu tán một điểm. Là, cha. Vu Phàm hướng về quốc sư gật đầu. Lời mới vừa nói, tự nhiên là quốc sư. Ân, ngươi muốn ở một lần này sự kiện bên trong hấp thụ giáo huấn, tranh thủ càng mạnh. Quốc sư gật đầu nói. Quốc sư mặc dù nói như vậy, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt chỗ sâu, y nguyên hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng. Đánh chết Vu Phàm về sau, Vu Phàm một nửa chiến khí, bị Lục Minh hấp thu. Lục Minh trên người chiến y, tản mát ra thôi sán quang huy, nhan sắc triệt để biến thành thâm tử sắc, gần với đế kiếm nhất, hư vô nhai đám người chiến y. Không sai, lại hấp thu một chút, hẳn là có thể hóa thành kim sắc chiến y rồi. Lục Minh khóe miệng lộ ra nụ cười. Trận chiến này, Lục Minh thắng, Lục Minh, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, hay là tạm thời nghỉ chiến? Quốc sư tiếp tục hỏi. Tiếp tục. Lục Minh trả lời rất đơn giản, sau đó trường thương chỉ hướng một thanh niên, nói, Viên Kiệt, tới chiến một trận. Lần này, Lục Minh khiêu chiến là một trong thánh đô thập kiệt Viên Kiệt. Viên Kiệt, lúc trước xếp hạng bên trong, là người thứ 12, so Vu Phàm cao 2 tên. Hắn thế mà khiêu chiến Viên Kiệt, hắn đây là muốn từng bước một đi lên khiêu chiến sao? Xếp hạng thứ 13 Thu Nguyệt, là chính hắn người, cho nên hắn mới không có khiêu chiến, hắn đây là sự thực muốn từng bước một khiêu chiến đi lên à? Hắn có nhiều như vậy thần lực, đại chiến như vậy, cực kỳ tiêu hao thần lực à? Lục Minh loại này khiêu chiến trình tự, thật sự là bị người không có manh mối tự. Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất rõ ràng, hắn là muốn từng bước một khiêu chiến đi lên, hấp thu chiến khí, để chiến y tiếp tục thăng cấp, từ đó tăng phúc bản thân lực lượng. Lục Minh mục tiêu rất lớn, không chỉ là 10 vị trí đầu đơn giản như vậy a. Xem ra hắn là nghĩ trùng kích 3 vị trí đầu, ta nếu như không có đoán sai, trên người hắn khẳng định có thể chứa đựng thần lực bảo vật. Một chút kinh nghiệm phong phú người, rốt cục đoán được Lục Minh mục đích. Bất quá, bọn họ vẫn kinh nghi. Bởi vì, có thể chứa đựng thần lực bảo vật, mặc dù thưa thớt, nhưng là ở Thái Hư Thánh Đô, vẫn còn có chút. Nhưng là một dạng những bảo vật này, tối đa chỉ có thể chứa đựng cá nhân gấp đôi thần lực, hoặc là gấp hai thần lực. Nhưng là ở cái này dạng thiên kiêu trong quyết đấu, cần kiệt lực đối kháng, coi như chứa đựng gấp hai gấp ba thần lực, cũng không đủ dùng a. Bọn họ mặc dù không có tương thông, nhưng là đoán kết quả, cùng Lục Minh kế hoạch, đã 8-9 phần 10. Không sai. Lục Minh kế hoạch, chính là muốn từng bước một đánh lên, hấp thu người khác chiến khí, để cho mình chiến y thăng cấp. Cho nên Lục Minh lúc trước, đã sớm không đang hút thu chiến khí nguyên nhân. Nếu như lúc trước hắn tiếp tục hấp thu chiến khí, hấp thu được thật nhiều chiến khí, vừa bắt đầu liền bài danh phía trên mà nói, hắn nào có cơ hội này một mực khiêu chiến. Hơn nữa, trước đó hấp thu chiến khí, nào có hiện tại nhanh như vậy. Bây giờ chỗ này thiên kiêu, nguyên một đám hấp thụ số lớn chiến khí. Chỉ cần đánh bại một cái, hắn đều có thể hấp thu đến đại lượng chiến khí, loại tốc độ này, mới thật sự là nhanh, mới có thể chân chính để chiến y không ngừng thăng cấp. Cho nên trước đó Lục Minh đụng phải sở thành không thời điểm, mới quay đầu liền đi, không có cùng đối phương một trận chiến nguyên nhân. Bá! Viên Kiệt thân hình khẽ động, xông lên chiến đài, trường thương một chỉ Lục Minh, cường thịnh thương ý, tràn ngập bát phương. Tới đi! Viên Kiệt lời nói vô cùng đơn giản. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng Lục Minh đánh tới. Đoạt mệnh thương Viên Kiệt, công kích tốc độ cực nhanh, mỗi một chiêu, đều là sát chiêu. Lục Minh ngưng thần ứng đối, hai người kịch liệt triển khai đại chiến. Viên Kiệt rất mạnh, bất quá, hắn thực lực, cùng Vu Phàm cũng là 8 lạng nửa cân mà thôi, cùng Lục Minh chém giết mấy chục chiêu, cuối cùng bị Lục Minh đánh bại, đánh bay ra chiến đài. Lục Minh hấp thu Viên Kiệt một nửa chiến khí, nhan sắc càng thêm nồng nặc. Đã có thể cùng đế kiếm nhất so sánh với. Mà Viên Kiệt bị hấp thu một nửa chiến khí về sau,
chiến y trực tiếp xuống cấp, biến thành lam sắc chiến y, cái này khiến Viên Kiệt sắc mặt rất khó coi. Chiến y giáng cấp, đối chiến lực tăng phúc giảm thấp, chuyện này với hắn phía sau đại chiến, 10 điểm bất lợi a. Đánh bại Viên Kiệt về sau, Lục Minh cũng không có dừng lại khiêu chiến, đón lấy, hắn lại khiêu chiến xếp hạng thứ 11 một vị thiên kiêu. Một vị này thiên kiêu, thực lực cũng phi thường cường đại, cùng Lục Minh đại chiến gần 100 chiêu, cuối cùng bị Lục Minh đánh bại. Ao ao ao. Đối phương một nửa chiến khí, bị Lục Minh hấp thu, Lục Minh trên người chiến y, nhan sắc nồng nặc muốn tan không ra. Nhưng vẫn là tử sắc, cũng không có thăng cấp. Muốn thăng cấp đến kim sắc chiến y, thật đúng là khó a. Lục Minh cảm thán. Hắn bây giờ chiến khí, đã vượt qua đế kiếm nhất, nhưng là còn không có thăng cấp đến kim sắc chiến y. Mà xếp hạng thứ 11 cái kia thiên kiêu, bởi vì bản thân chiến khí liền cực kỳ nồng đậm, bị hấp thu một nửa chiến khí về sau, thế mà không có giáng cấp, miễn cưỡng bảo trì ở đạm tử sắc trạng thái, cái này khiến người này đại hỉ. Lục Minh, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Quốc sư lại hỏi. Chiến. Đây là Lục Minh trả lời. Mọi người đã chết lặng, chẳng lẽ Lục Minh muốn một đường tranh tài đi, giết tới người thứ nhất đi? Có ít người không khỏi nghĩ như vậy. Vu Cửu Thiên, xuống tới một trận chiến. Lần này, Lục Minh trực tiếp nhảy qua người thứ 10, khiêu chiến người thứ 9 Vu Cửu Thiên. Sở dĩ khiêu chiến Vu Cửu Thiên, đó là bởi vì Lục Minh trước đó nhìn qua Vu Cửu Thiên xuất thủ, tương đối mà nói, trong lòng càng ngọn nguồn một chút. Vu Cửu Thiên dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Lục Minh, ngươi thực lực rất mạnh, chúng ta cũng không cần dò xét, trực tiếp ra tay toàn lực, phân ra thắng bại a. Vu Cửu Thiên mở miệng, phi thường trực tiếp, hắn thân thể bị thần quang bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập. Sau đó, ở chung quanh thân thể hắn, thế mà hiện ra từng đầu cá chép màu vàng. Tổng cộng 12 đầu cá chép màu vàng, lơ lửng ở Vu Cửu Thiên chung quanh thân thể, mỗi một con cá chép, chỉ lớn bằng bàn tay, rất sống động. Đây là Vu Cửu Thiên bản nguyên bí thuật. Không có cái gì có thể thử, vừa ra tay, chính là bản nguyên bí thuật, sát chiêu mạnh nhất. Chính hợp ý ta. Lục Minh mở miệng, thần lực sôi trào, chú tể chi môn nổi lên. Giết! Vu Cửu Thiên quát nhẹ, ngón tay vũ động, bên người hắn 12 đầu cá chép thân thể uốn éo, hướng về Lục Minh bay đi. Hiu hiu hiu! Cá chép phá không, phát ra kinh khủng gào thét, như 12 đạo kiếm quang đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lục Minh ngưng thần mà đối đãi, thân thể, cửu trọng xích kim giáp nổi lên, còn có hàn băng tỏa liên, cũng vần quanh bốn phía, tạo thành nặng bao nhiêu phòng ngự. Chú tể chi môn lơ lửng lên đỉnh đầu, cũng không có phát động công kích. Khanh, một con cá chép đụng vào hàn băng tỏa liên bên trên, thật giống như là kiếm quang đồng dạng, vô cùng sắc bén, lấy hàn băng tỏa liên hiện tại trình độ cứng cáp, thế mà đều khó mà chống đối, phát ra xì 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 thanh âm, sau đó bị chém ra, trùng kích ở mấy tầng xích kim giáp bên trên. Cuối cùng, liền cửu trọng xích kim giáp cũng không ngăn được, ở Lục Minh trên người, lưu lại một đạo kiếm thương. Thật quỷ dị bản nguyên bí thuật, mỗi một con cá chép, chính là một đạo kiếm quang, vô cùng sắc bén kiếm quang. Lục Minh giật mình, sau đó toàn lực điều khiển chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn bên trên, bộc phát ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ mảng lớn phạm vi. 12 đầu cá chép bị chúa tể chi môn lực hấp dẫn bao phủ, tốc độ rốt cục nhận lấy ảnh hưởng, biến chậm một chút. Đồng thời, Lục Minh vung vẩy trường thương, hóa thành vô tận thương ảnh, chống đối những cái kia cá chép. Đương đương đương, tiếng va chạm không ngừng truyền ra, 12 đầu cá chép, hóa thành 12 đạo kiếm quang, quay chung quanh Lục Minh không ngừng công kích, phát ra dày đặc tiếng va chạm. Rất nhiều người căn bản thấy không rõ cá chép, chỉ có thể nhìn thấy 12 đạo kiếm quang tung hoành bay lượn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lục Minh phải thua. Không sai, hắn bị khắc chế, hắn bản nguyên bí thuật. Lực lượng kinh người, nhưng bây giờ lại bị khắc chế, nếu là hắn tế ra bản nguyên bí thuật oanh kích, cũng chỉ có thể ngăn trở mấy đạo kiếm quang mà thôi, Vu Cửu Thiên điều khiển mặt khác kiếm quang, đủ để đánh bại hắn. Hắn khiêu chiến Vu Cửu Thiên, thực sự là một sai lầm. Rất nhiều người cho rằng, Lục Minh rốt cuộc phải bại, dừng bước ở đây. Trong lúc đó, Lục Minh đích xác thử nghiệm điều khiển chúa tể chi môn tiến hành phản kích, nhưng là đối phương có 12 đầu cá chép, từ phương hướng khác nhau công kích. Chúa tể chi môn cũng chỉ có thể đụng bay mấy con mà thôi. Thi triển ra phá không, trảm nguyệt, bạo tinh những cái này chiêu số, cũng bị đối phương điều khiển cá chép chặn lại. Lục Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Vu Cửu Thiên nói. Hắn rất tự tin, Lục Minh căn bản công kích không đến hắn, hắn đứng ở thế bất bại.
Ngươi tự tin quá mức. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn một chút cũng không hoảng hốt. Hắn chỉ có những thủ đoạn này sao? Dĩ nhiên không phải. Âm cực đồng. Lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt của hắn, đột nhiên nổi lên bạch quang, như vòng xoáy vậy. Ở Vu Cửu Thiên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một vòng vòng xoáy, kinh khủng hàn ý từ trong vòng xoáy bắn ra. Trong chớp mắt, Vu Cửu Thiên trên người liền bị một tầng tầng băng bao trùm. Vu Cửu Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng bộc phát thần lực, muốn xông mở cỗ này hàn ý. Nhưng là, bây giờ Lục Minh đã đem thái âm thần lực, tu luyện tới thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số cấp độ, âm dương thần đồng uy lực càng kinh khủng hơn. Coi như đơn độc âm cực đồng, uy lực cũng mạnh tới cực điểm. Đây là một loại cổ lão bí thuật, mặc dù không phải bản nguyên bí thuật, nhưng là uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Trong vòng xoáy, hiện ra càng kinh khủng hơn hàn ý, bao phủ Vu Cửu Thiên toàn thân, hắn trong lúc nhất thời căn bản không xông ra. Trên người hắn bị hàn ý bao trùm, thần lực vận chuyển đều tối tăm rất nhiều, đối với 12 đầu cá chép điều khiển, tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhân thương hợp nhất, chạy ra khỏi 12 đầu cá chép bao vây, sau đó điều khiển chúa tể chi môn, hướng về Vu Cửu Thiên chấn áp mà xuống. Cổ lão cửa đá, phát ra nồng nặc tuế nguyệt khí tức, nặng nề như núi. Đụng, Vu Cửu Thiên trực tiếp bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lục Minh vừa muốn tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn oanh kích đây, Vu Cửu Thiên trực tiếp kêu to lên, trực tiếp nhận thua. Hắn không thể không nhận thua, nếu là bị Lục Minh đánh giết, hoặc là trọng thương, vậy liền thật không vui, hiện tại nhận thua, hắn còn có cơ hội bảo trụ 10 vị trí đầu danh ngạch. Ngươi bản thân xuống a. Lục Minh không có tiếp tục xuất thủ, ngừng lại. Dù sao hắn và Vu Cửu Thiên cũng không thù hận, không đáng đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đánh bại đối phương là có thể. Vu Cửu Thiên hướng chiến đài bên ngoài vọt tới, xông ra chiến đài bên ngoài, vừa xông ra chiến đài bên ngoài, Vu Cửu Thiên lập tức xuất ra một khỏa thần đan nuốt vào, toàn lực bắt đầu khôi phục. Vu Cửu Thiên vừa xông ra chiến đài bên ngoài, chẳng khác nào bại. Trên người của hắn một nửa chiến khí, bị Lục Minh hấp thu. Rốt cục, Lục Minh trên người xông ra một đạo hào quang sáng chói, trên người của hắn chiến y nhan sắc bắt đầu biến, cởi ra tử sắc, thay vào đó là kim sắc. Một kiện nhạt kim sắc chiến y, bao trùm Lục Minh toàn thân. Trở thành đầu tiên có được kim sắc chiến y người. Thật mạnh, kim sắc chiến y, đối chiến lực tăng phúc thật cao. Lục Minh hơi cảm thụ một lần, trong lòng liền cuồng hỉ. Hắn kế hoạch thành công, hắn quả nhiên hấp thu được đầy đủ chiến khí, hóa thành kim sắc chiến y. Kim sắc chiến y đối chiến lực tăng phúc, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn lại còn có mạnh như vậy bí thuật. Những người khác trong lòng kinh hãi. Lục Minh trừ bỏ bản nguyên bí thuật bên ngoài, lại còn có âm cực đồng loại kia đáng sợ bí thuật, vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Lục Minh trong lòng mọi người, càng ngày càng thần bí. Rất nhiều người đại nhân vật ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Mà chiến đài bốn phía trên thần tọa, không ít thiên kiêu lộ ra ngưng trọng, đặc biệt là người thứ 9 trước kia những cái kia thiên kiêu. Lục Minh nhiều thủ đoạn, để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lục Minh, sẽ còn tiếp tục khiêu chiến sao? Đám người trong đầu, nhớ lại ý nghĩ này. Hiện tại, Lục Minh đánh bại Vu Cửu Thiên, đã thay thế Vu Cửu Thiên xếp hạng, trở thành đệ cửu. Mà Vu Cửu Thiên xếp hạng hạ xuống đệ thập, trước kia người thứ 10, hạ xuống thứ 11. Dựa vào xếp hạng, toàn bộ tự động lui lại một tên. Trận chiến này, Lục Minh thắng, Lục Minh, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, hay là tạm thời nghỉ chiến? Quốc sư lại hỏi. Ánh mắt mọi người rơi vào Lục Minh trên người, đều đang suy đoán, Lục Minh có thể hay không tiếp tục khiêu chiến. Nghỉ chiến. Lần này, Lục Minh cuối cùng không có nói ra tiếp tục khiêu chiến, mà là lựa chọn nghỉ chiến. Rốt cục nghỉ chiến. Không biết vì sao, nghe được Lục Minh nói ra, nghỉ chiến, hai chữ, rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục Minh một đường chiến đến bây giờ, đã đủ biến thái, nếu như tiếp tục đánh, vậy liền quá nghịch thiên, bọn họ khó có thể tiếp nhận. Lục Minh nghỉ chiến, đây là cho thấy, Lục Minh coi như bình thường, vẫn sẽ mệt mỏi. Lục Minh đích xác mệt mỏi. Liên tục đại chiến, hắn có lượng tự quyết, thần lực ngược lại là đầy đủ, nhưng là một mực bảo trì thanh giáp của thần trạng thái. Đối với hắn thể lực tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lục Minh thân thể cấp tốc thu nhỏ lên, khôi phục thái độ bình thường, sau đó rơi vào bản thân trên thần tọa, nuốt vào một cái khôi phục thể lực thần đan, bắt đầu khôi phục. Tốt, Lục Minh nghỉ chiến, khiêu chiến từ 18 tên bắt đầu.
Quốc sư tuyên bố, hiện tại 18 tên, cũng chính là ban đầu 17 tên, hiện tại đến phiên hắn bắt đầu khiêu chiến. Người này, cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, hắn rơi ở trên chiến đài về sau, ánh mắt liếc nhìn lên. Hiển nhiên, hắn không thể nào cùng Lục Minh một dạng, từ trước mặt hắn một đường khiêu chiến đi lên, hắn thần lực không đủ, vạn nhất thụ thương, phía sau hắn cũng không cần chiến. Hắn ánh mắt, trực tiếp rơi vào xếp hạng thứ 10 thiên kiêu trên người. Đế kiếm nhất, hư vô nhai, thiên thánh huyên, sở thành không mấy người, trực tiếp bị hắn không để ý đến, mấy người kia rõ ràng quá mạnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn ánh mắt tại trước người cuối cùng mấy tên trên người liếc nhìn. Đặc biệt là ở Lục Minh cùng Vu Cửu Thiên trên người liếc nhìn. Vu Cửu Thiên cùng Lục Minh, đều là vừa mới kinh lịch đại chiến, thực lực khẳng định không ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng là, Lục Minh cùng Vu Cửu Thiên thực lực, đều phi thường kinh người, người này không thể không cân nhắc trạng thái của mình. Đặc biệt là Lục Minh, vừa nãy là một đường giết tới, nếu như Lục Minh thực lực còn ở đỉnh phong, hắn khiêu chiến Lục Minh, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Ta khiêu chiến Vu Cửu Thiên. Cuối cùng, người này mở miệng, khiêu chiến Vu Cửu Thiên. Vu Cửu Thiên mới vừa rồi bị Lục Minh đả thương, tại trước 10 bên trong, hẳn là tốt nhất bắt xuống. Ta nhận thua. Không nghĩ tới, Vu Cửu Thiên trực tiếp nhận thua, chiến đều không chiến. Thật quyết đoán, bất quá đây cũng là cao nhất phương pháp. Không sai, Vu Cửu Thiên hiện tại nhận thua, xếp hạng rơi sau một tên, nhưng là không sao, hắn còn có một lần cơ hội khiêu chiến, hắn có thể đánh trở lại, hắn hiện tại thụ thương, nếu như cưỡng ép một trận chiến, cho dù có thể thắng, cũng chỉ sẽ tăng thêm thương thế, đằng sau khiêu chiến người sẽ để mắt tới hắn, hắn sớm muộn phải bại một lần, không bằng sớm chút nhận thua. Một số người phân tích, Vu Cửu Thiên nhận thua, người khiêu chiến thay thế Vu Cửu Thiên xếp hạng, trở thành người thứ 10. Đón lấy, khiêu chiến tiếp tục. Từ trước kia người thứ 16 thiên kiêu phát động khiêu chiến. Người này cũng trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10 cái vị kia, hai người triển khai một trận giao phong kịch liệt, cuối cùng, người khiêu chiến chiến thắng. Sau đó, đến phiên Thu Nguyệt. Bởi vì xếp tại Thu Nguyệt trước mặt Vu Phàm, đã bị Lục Minh đánh giết. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Ánh mắt rất nhiều người rơi vào Thu Nguyệt trên người. Thu Nguyệt, biết chọn chiến ai đây? Thu Nguyệt bước ra một bước, rơi ở trên chiến đài. Váy dài bồng bềnh như cửu thiên huyền nữ. Ta khiêu chiến nàng. Thu Nguyệt chỉ hướng một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Thu Nguyệt chỉ hướng một cái thiên kiêu, để rất nhiều người tâm lý chấn động. Bởi vì, cái này thiên kiêu, đồng dạng là một nữ tử, một cái cô gái tuyệt mỹ. Nữ tử này, là thánh đô thập kiệt bên trong, một trong hai nữ tử, một trong thánh đô tứ mỹ, tên là Miêu Tuyết. Ở ban đầu xếp hạng bên trong, xếp hạng đệ thất. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng, Thu Nguyệt hẳn là sẽ khiêu chiến xếp hạng thứ 10 cái vị kia thiên kiêu. Bởi vì xếp hạng thứ 10 cái vị kia, vừa rồi qua một trận đại chiến, tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa bị thương, Thu Nguyệt khiêu chiến vị kia, mới là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới, Thu Nguyệt trực tiếp khiêu chiến xếp hạng đệ thất Miêu Tuyết. Bất quá, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên. Dù sao, đây là hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đối quyết, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tốt hơn nhìn. Cái này Thu Nguyệt. Tựa hồ cùng kia Lục Minh quan hệ rất gần, đều đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, một lần này Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ không được a, thế mà xuất hiện hai cái kinh khủng như vậy thiên kiêu. Còn có Cửu Đao Thiên Vương Phủ, ra một cái sở thành không, hai cái này xếp hạng đếm ngược đệ nhất đệ nhị Thiên Vương Phủ, một lần này muốn nghịch thiên quật khởi a. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Cửu Tuyệt Thiên Vương trên mặt, cũng đầy là nụ cười. Ra thiên kiêu càng nhiều càng mạnh, đối ứng Thiên Vương Phủ, cũng là có tưởng thưởng, đương nhiên. Quan trọng nhất là, đối ứng Thiên Vương Phủ thanh danh sẽ càng lớn, càng khả năng hấp dẫn rất nhiều cường giả đầu nhập vào, gia nhập. Thái Hư Thánh Triều, chiếm cứ mênh mông địa hạt, tinh vực có thật nhiều cái. Mênh mông như vậy địa hạt bên trên, mặc dù đại bộ phận đều là nghe Thái Hư Thánh Triều hiệu lệnh, về Thái Hư Thánh Triều quản hạt, nhưng là, y nguyên thật nhiều tán tu, hoặc là thế lực, không về Thái Hư Thánh Triều quản hạt. Vô số tinh cầu bên trên, cũng tồn tại rất nhiều độc lập cường giả, một mình khổ tu. Nếu như Thiên Vương Phủ danh khí đầy đủ, liền có thể hấp dẫn những cái này độc lập cường giả, độc lập tán tu gia nhập, đối Thiên Vương Phủ thực lực tăng lên, là phi thường có tác dụng. Nếu là có thật nhiều cường giả gia nhập, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, liền có thể thoát khỏi thứ nhất đếm ngược cục diện khó xử. Đang nghĩ đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, Miêu Tuyết mở miệng, thức tha dáng người hơi hơi uốn éo, liền rơi vào chiến đài phía trên. Hai đại mỹ nữ đứng đối mặt nhau, cảnh đẹp ý vui. Vô thanh vô tức ở giữa, một cái cổ lão bằng đá loan đao,
lơ lửng mà ra, bị Thu Nguyệt nắm ở trong tay. Mà miêu tuyết chung quanh thân thể, lại có từng mảnh bông tuyết hiện lên. Những cái này bông tuyết kỳ lạ, phi thường lớn, mỗi một phiến, đều có lớn chừng bàn tay. Không có cái gì có thể ẩn núp, hai người đồng thời dùng ra bản nguyên bí thuật. Tuyết rơi nhân gian. Miêu tuyết người đầu tiên xuất thủ, thon thon tay ngọc vung lên, từng mảnh bông tuyết, hướng về Thu Nguyệt đánh tới, như từng đạo đao quang đồng dạng, muốn đem Thu Nguyệt bao phủ tới. Oanh! Thu Nguyệt thần lực bảo tạc, loan đao chém ra, hóa thành từng đạo hồng quang, phủ đầy bầu trời. Khanh khanh khanh! Đao quang chạm tại trên bông tuyết, thế mà phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, đốm lửa bắn tứ tung. Đón lấy, liền nhìn thấy từng mảnh bông tuyết bay ngược mà quay về. Miêu tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân đạp nhẹ, thân hình hướng về Thu Nguyệt lướt tới, thân thể của nàng thế mà đụng một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành vô số bông tuyết. Miêu tuyết thân thể, thế mà biến thành bông tuyết. Đầy trời tuyết bay, đem Thu Nguyệt bao phủ, mỗi một phiến bông tuyết, đều ẩn chứa đại sát cơ, hết sức khủng bố, có thể chặt đứt cứng rắn thần khí. Thu Nguyệt sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, khẽ quát một tiếng, đao quang tăng vọt. Vô tận đao quang bắn ra, đem Thu Nguyệt bản thân bao phủ ở bên trong. Từng mảnh bông tuyết, bị Thu Nguyệt chém bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mười mấy chiêu, Thu Nguyệt cũng không có thủ thắng. Những cái này cao cấp nhất thiên kiêu, thực lực cũng không thể để bày tỏ mặt Tu Vi đi cân nhắc, miêu tuyết thực lực, liền phi thường kinh người. Nhìn bề ngoài, Thu Nguyệt Tu Vi cũng đạt tới thần vương tam trọng, hơn nữa nàng tu luyện càn khôn vạn đạo quyết khống chế 8 loại thần phẩm thần lực, hơn nữa. Cái này 8 loại thần phẩm thần lực, đều thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Mặc dù đều là một lần thức tỉnh, rất lại phía sau tại miêu tuyết lần thứ 2 thức tỉnh, nhưng đối với thần lực mà nói, vẫn là Thu Nguyệt chiếm thượng phong, dù sao cũng là 8 loại thần lực. Nhưng là trong lúc nhất thời, miêu tuyết lại có thể chặn lại Thu Nguyệt công kích. Bất quá, Lục Minh ngược lại là không lo lắng Thu Nguyệt còn có diệt thần chi quang không có sử dụng. Đồng cấp một trận chiến. Hắn tin tưởng không có bao nhiêu người có thể cùng Thu Nguyệt một trận chiến. Miêu tuyết cũng không được. Khanh, khanh, khanh. Tiếng va chạm đang tiếp tục, trong vòng mấy cái hít thở, Thu Nguyệt đã không biết chém ra bao nhiêu đao, hơn nữa Thu Nguyệt xuất đao tốc độ, càng lúc càng nhanh. Từng đóa bông tuyết, bị Thu Nguyệt đánh bay ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng bay múa. Có chút, thậm chí hướng về trên thần tỏa chúng thiên kiêu bay đi. Lục Minh đám người vội vàng bố trí xuống phòng ngự. Ngăn trở những cái này bông tuyết. Xuất thủ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Thu Nguyệt loan đao trong tay, tràn ngập ra một tầng hắc quang. Đó chính là diệt thần chi quang. Hưu. Thu Nguyệt chém ra một đao, đao quang bùng lên, chém ngang hư không, cả mảnh thiên không, giống như bị phân thành hai nửa. Từng đóa bông tuyết, cũng rất giống bị chém ra đến, những cái kia bông tuyết lung tung bay múa, cuối cùng nhanh lùi lại. Một lần nữa ngưng tụ thành miêu tuyết dáng vẻ. Giờ phút này, miêu tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, ở trước ngực của nàng, có một đạo vết máu. Ta thua rồi. Miêu tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Thu Nguyệt một cái, thân hình khẽ động, tự động lùi lại ra chiến đài. Miêu tuyết bại. Rất nhiều người thở phào một hơi, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Một trong thánh đô thập kiệt, một trong thánh đô tứ mỹ miêu tuyết, thế mà bại bởi cửu tuyệt thiên vương phủ một nữ tử. Hơn nữa nữ tử này trước đó, không có người nghe nói qua. Từ đó, thánh đồ tứ mỹ sợ rằng phải thêm ra một, thánh đồ ngũ mỹ. Hơn nữa cái này Thu Nguyệt cô nương, vô luận là mỹ mạo cùng thiên phú, càng hơn một bậc A. Một chút nam tử trẻ tuổi mắt sáng lên, giống như phát hiện con mồi một dạng. Các ngươi liền đừng nghĩ, ta nói cho các ngươi biết, cái này Thu Nguyệt, chính là Lục Minh thê tử. Có cửu tuyệt thiên vương phủ người mở miệng đả kích. Cái gì, là thê tử Lục Minh? Trời ạ, mỹ nữ như thế, thế mà hoa có đã chủ, thật là bất công a. Lòng ta, không được, lòng ta tan nát, mau đỡ ta đi đại bảo kiếm. Sau đó, đám người sợ hãi thán phục, Thu Nguyệt lại là thê tử Lục Minh, hai người thiên phú đều cao kinh người, thực sự là kim đồng ngọc nữ. Thu Nguyệt đánh bại miêu tuyết, hấp thu đối phương một nửa chiến khí, Thu Nguyệt chiến y, nhan sắc nồng nặc rất nhiều, bất quá cũng không có thăng cấp làm kim sắc. Mà miêu tuyết chiến y, cũng không có giáng cấp. Chỉ là biến thành đạm tử sắc. Trận chiến này, Thu Nguyệt thắng, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, hay là nghỉ chiến? Quốc sư mở miệng hỏi. Nghỉ chiến. Thu Nguyệt nói, quay người quay trở về thần tỏa. Hắn đánh bại Miêu Tuyết, thay thế đối phương xếp hạng, xếp tại đệ thất. Miêu Tuyết hạ xuống một tên,
vì đệ bát. Lục Minh tự nhiên cũng xuống giảm một tên, biến thành đệ thập. Ban đầu đệ thập, bị nặn ra đệ thập, biến thành thứ 11, để người này sắc mặt khó coi muốn chết, bởi vì hắn trước đó đã khiêu chiến qua, bây giờ bị gạt ra 10 vị trí đầu, đã không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến, kết quả đã định trước. Hiện tại, 10 hạng đầu về sau còn không có khiêu chiến, còn có 2 người, theo thứ tự là Vu Cửu Thiên cùng Viên Kiệt. Bởi vì xếp hạng hạ xuống, giờ phút này Vu Cửu Thiên cùng Viên Kiệt, theo thứ tự là 12 tên cùng 13 tên, cách kia người thứ 11 người, bởi vì trước đó khiêu chiến qua, đã mất đi khiêu chiến tư cách. Giờ phút này, đến phiên Viên Kiệt khiêu chiến. Viên Kiệt ánh mắt, tại trước 10 người bên trong dò xét lên. Lục Minh, tự nhiên trực tiếp bị hắn không để ý đến. Trước đó hắn liền bị Lục Minh đã đánh bại, lại khiêu chiến Lục Minh, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cho nên, hắn ánh mắt phía trước 9 người trên người liếc nhìn. Cuối cùng, hắn rơi vào Miêu Tuyết trên người. Hiện tại 10 vị trí đầu người, đều là đỉnh cấp thiên kiêu cường giả, không có một cái nào là dễ trêu, nhưng là tương đối mà nói, Miêu Tuyết muốn tốt ứng phó một chút, bởi vì Miêu Tuyết vừa rồi qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn. Mặc dù bây giờ khiêu chiến Miêu Tuyết, có chút không lỗi lạc, nhưng so với tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách mà nói, hắn tình nguyện bị người xem thường. Miêu Tuyết. Cuối cùng, Viên Kiệt trường thương một chỉ Miêu Tuyết. Miêu Tuyết phiêu nhiên mà xuống, rơi ở trên chiến đài. Viên Kiệt, ngươi cho rằng ta mới vừa qua một trận chiến, liền có thể chiến thắng ta, ngươi sẽ 10 phần sai. Miêu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ra tay đi. Viên Kiệt không lại nhiều lời, đoạt mệnh thương xuất thủ, mỗi một súng đoạt mệnh. Mà Miêu Tuyết một lần nữa hóa thành tuyết bay đầy trời, cùng Viên Kiệt giao chiến. Hai người kịch liệt quyết đấu, không lâu, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Miêu Tuyết vừa rồi mặc dù qua một trận đại chiến kịch liệt, nhưng là nàng toàn lực bộc phát, trong thời gian ngắn, y nguyên bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Cuối cùng, hai người kịch chiến gần 100 chiêu, vẫn là Miêu Tuyết càng hơn một bậc, đánh bại Viên Kiệt, lấy được thắng lợi. Viên Kiệt trận này thất bại, cũng mang ý nghĩa, Viên Kiệt triệt để đã mất đi tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Viên Kiệt sắc mặt âm trầm, khó coi hết sức. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức trước đó, hắn hùng tâm tráng trí, mặc dù chưa hẳn có thể đi vào 3 vị trí đầu, nhưng là 10 vị trí đầu hắn có 100% nắm chắc. Thế nhưng là, Thánh Viện tổ chức trước đó, hắn liền bị Sở Thành Không đánh bại. Mà tới được Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức về sau, hắn lại bị Lục Minh đánh bại, sau đó đến bây giờ, triệt để cùng 10 vị trí đầu vô duyên. Chuyện này với hắn đả kích là to lớn. Bên ngoài, vô số người quan chiến cũng là sợ hãi thán phục. Lần này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức, quá tà dị. Cho đến bây giờ, Thánh Đô Thập Kiệt xếp hạng thứ 10, thế mà chỉ còn lại có 4 người. Mà 27 Thiên Vương Phủ, thế mà chiếm cứ 6 cái danh ngạch. Hiện tại tạm thời thứ hạng là, người thứ nhất đến người thứ 10, theo thứ tự là, Đế Kiếm Nhất, Hư Vô Nhai, Thiên Thánh Huyên, Sở Thành Không, Diệp Chi Phàm, Dòng Nước Ngấn, Thu Nguyệt, Miêu Tuyết, Tuổi Quý Thu, Lục Minh. Trong đó, Đế Kiếm Nhất, đến từ Thần Kiếm Thiên Vương Phủ. Thiên Thánh Huyên, đến từ Thiên Thánh Thiên Vương Phủ. Sở Thành Không, đến từ Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Thu Nguyệt cùng Lục Minh, đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Dòng Nước Ngấn, đến từ xếp hạng đệ nhất Thiên Vương Phủ, Vô Song Thiên Vương Phủ. Thánh Đô Thập Kiệt, chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm, Miêu Tuyết, Tuổi Quý Thu. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, trước kia, mỗi một lần Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, 10 vị trí đầu bên trong, Thánh Đô Thập Kiệt chí ít cũng có thể ôm đồm một nửa danh ngạch. Nhiều thời điểm, thậm chí 10 cái danh ngạch, toàn bộ bị Thánh Đô Thập Kiệt ôm đồm. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch. Cái này khiến Thái Hư Thánh Đô bản thổ người sắc mặt khó coi, cảm giác trên mặt tối tăm. Thái Hư Thánh Đô bản thổ người, luôn luôn cao cao tại thượng, xem thường những cái kia Thiên Vương Phủ, Quân Hầu Phủ, Tướng Quân Phủ người, tự giác tài trí hơn người, tình huống như vậy, nhất định chính là đánh mặt. Hiện tại chỉ còn lại Vu Cửu Thiên có hy vọng hắn có thể đem một cái Thiên Vương Phủ người kéo xuống ngựa, nếu như vậy, 10 vị trí đầu bên trong, Thánh Đô Thập Kiệt ít nhất có thể bảo trụ một nửa danh ngạch, sẽ không sáng tạo lịch sử. Không sai, nhưng là khó khăn à. Rất nhiều Thánh Đô bản thổ người, nghị luận ầm ĩ, khao khát nhìn xem Vu Cửu Thiên. Hiện tại 10 hạng đầu chỉ có tư cách khiêu chiến người, chỉ còn lại Vu Cửu Thiên. Vu Cửu Thiên khiêu chiến xong sau, nếu như Vu Cửu Thiên chiến bại, trước đó thập tướng sẽ triệt để xác lập xuống tới. Nếu như Vu Cửu Thiên thắng lợi, cái kia còn có biến số.
Nhưng là đến mấu chốt đánh một trận, rất nhiều người đều không khỏi khẩn trương lên. Đặc biệt là Cửu Tuyệt Thiên Vương, càng là khẩn trương. Nếu như sau trận chiến này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt Y Nguyên Bảo trụ trước đó báo danh, sẽ có cực lớn khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Vu Cửu Thiên, biết chọn chiến ai đây? Hiện tại, đến phiên Vu Cửu Thiên khiêu chiến. Quốc sư tuyên bố. Vu Cửu Thiên dậm chân tiến vào chiến đài, ánh mắt liếc nhìn lên. Hắn chân mày hơi nhíu lại, hiện tại khiêu chiến ai, đều khó đối phó. Đương nhiên, tốt nhất khiêu chiến tự nhiên là Miêu Tuyết qua liên tục đại chiến, tiêu hao to lớn nhất. Nhưng là, khiêu chiến Miêu Tuyết, là dậu đổ bìm leo, nhất định sẽ bị người nói xấu, bị người lên án. Hơn nữa, khiêu chiến Miêu Tuyết, chẳng khác gì là Thánh Đô Thập Kiệt tự giết lẫn nhau, đoán chừng muốn bị Thánh Đô bản thổ người mắng chết. Cuối cùng, Vu Cửu Thiên ánh mắt, rơi vào nước vô ngân trên người. Vu Cửu Thiên, khiêu chiến dòng nước ngấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, sáu cái thiên vương phủ thiên kiêu, lúc trước hắn bị Lục Minh đánh bại, đương nhiên sẽ không lại khiêu chiến Lục Minh. Mà Thu Nguyệt thực lực, thoạt nhìn cũng sâu không lường được, khó có thể ước đoán, hắn cũng không có nắm chắc. Càng nghĩ, cũng liền dòng nước ngấn thoạt nhìn hiếu động một điểm. Khiêu chiến ta, là sai lầm của ngươi. Dòng nước ngấn trong mắt tinh quang bùng lên, nói thật, hắn tâm lý cũng rất khó chịu. Hắn thân làm 27 thiên vương phủ mạnh nhất thiên vương phủ, vô song thiên vương phủ tối cường thiên kiêu, thế mà bị người xem thường. Sáu cái thiên vương phủ thiên kiêu, Vu Cửu Thiên khiêu chiến hắn, chính là xem thường hắn, cho là hắn dễ khi dễ. Oanh! Không có lời thừa thãi, hai người đại chiến một chỗ, kịch liệt triển khai chém giết. Vu Cửu Thiên thi triển ra bản nguyên bí thuật, ngưng tụ ra 12 đầu cá chép, đánh giết dòng nước ngấn. Mà dòng nước ngấn trực tiếp ngưng tụ ra một vòng đại dương bao la, đây là hắn bản nguyên bí thuật. Đại dương bao la kích thích ngàn cơn sóng, không ngừng đánh ra, lực lượng vô tận, đem 12 đầu cá chép xông bay. Hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, toàn thân tụ huyết, cuối cùng, dòng nước ngấn thực lực càng hơn một bậc, đánh bại Vu Cửu Thiên, hấp thụ Vu Cửu Thiên một nửa chiến khí. Bất quá, Vu Cửu Thiên mới vừa chiến khí đã bị Lục Minh hấp thu một nửa, dòng nước ngấn lại hấp thu một nửa cũng vô dụng. Không có thăng cấp, cuối cùng vẫn tử sắc chiến y. Vu Cửu Thiên bại một lần, 10 hạng đầu, triệt để xác định. Bởi vì, tiếp tục khiêu chiến mà nói, chính là 10 hạng đầu bên trong khiêu chiến, bất kể thế nào chiến, làm sao rút lui, 10 vị trí đầu, vẫn là 10 vị trí đầu. Cửu Tuyệt Thiên Vương cuồng hỉ, một lần này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ lại có hai người tiến vào 10 vị trí đầu, đây là 27 Thiên Vương phủ độc nhất vô nhị vinh quang. Rất nhiều ngày Vương phủ Thiên Vương, đã hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương báo tin vui. Cái này khiến Cửu Đao Thiên Vương vô cùng khó chịu. Hừ, cho Sở Thành không tiến vào ba vị trí đầu, hắn vinh quang, như thế nào hai người kia có thể so sánh? Cửu Đao Thiên Vương hừ lạnh. Ba vị trí đầu, ngươi làm sao lại có thể cho rằng Lục Minh hoặc là Thu Nguyệt không thể vào? Cửu Tuyệt Thiên Vương cười lạnh đáp lại. Ha ha ha, ngươi cho rằng Lục Minh cùng Thu Nguyệt kia có thể đi vào ba vị trí đầu. Chê cười, thực sự là chuyện cười. Cửu Tuyệt, ngươi là bị điên rồi. Cửu Đao Thiên Vương lớn tiếng chế giễu. Vậy ngươi liền cho rằng Sở Thành không có thể đi vào ba vị trí đầu. Cửu Tuyệt Thiên Vương đáp lại, đồng dạng vẻ mặt trào phúng. À, vậy chúng ta liền đến đánh cược một lần. Cửu Đao Thiên Vương nói. Đánh cược một lần, đánh cược gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương nói. Cược tinh hạch đan, cược 10 khỏa tinh hạch đan, ngươi có dám? Cửu Đao Thiên Vương nói. Cửu Tuyệt Thiên Vương biến sắc. Bên cạnh, mặt khác người xem náo nhiệt, sắc mặt cũng đều là biến đổi. 10 khỏa tinh hạch đan, cái này cược coi như có chút lớn. Tinh hạch đan, một loại cực kỳ chân quý thần đan, coi như thần quân cảnh cường giả, sau khi thấy được đều sẽ hết sức khát vọng, liều mạng tranh đoạt. Bởi vì, tinh hạch đan đối thần quân cảnh cường giả, đều có tác dụng cực lớn, có thể tăng cao tu vi, giá trị vô lượng. Mà bây giờ, Cửu Đao Thiên Vương mới mở miệng chính là 10 khỏa tinh hạch đan, đây quả thực là đánh cược. Làm sao, Cửu Tuyệt, ngươi là không tự tin, không dám đánh cược. Cửu Đao Thiên Vương cười lạnh. Đánh cược như thế nào, thắng bại điều kiện là cái gì? Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ hỏi. Rất đơn giản, nhìn một bên nào có thể đi vào ba vị trí đầu, nếu như Sở Thành không tiến vào ba vị trí đầu, thì là ta thắng, nếu như Lục Minh, hoặc là Thu Nguyệt tiến vào ba vị trí đầu, thì là ngươi thắng. Nếu là ngươi ta song phương đều có người tiến vào ba vị trí đầu, hoặc là đều không có tiến vào ba vị trí đầu, thì coi như là không phân thắng bại, làm sao? Cửu Đao Thiên Vương nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cửu Tuyệt Thiên Vương thốt ra,
trực tiếp đáp ứng. Cửu Tuyệt, đa tạ ngươi mời khỏa tinh hạch đan. Nhìn thấy Cửu Tuyệt Thiên Vương đáp ứng, Cửu Đao Thiên Vương cuồng hỉ. Ha ha, ngươi liền cho rằng thắng chắc, đừng đến lúc đó bị bản thân đánh mặt. Cửu Tuyệt Thiên Vương lạnh lùng đáp lại. Muốn đi vào ba vị trí đầu, nói nghe thì dễ. Coi như Lục Minh cùng Thu Nguyệt không thể tiến vào ba vị trí đầu, Sở Thành Không cũng chưa chắc có thể đi vào ba vị trí đầu. Đế Kiếm Nhất, Hư Vô Nhai, Thiên Thánh Huyên, cái nào là dễ đối phó? Đằng sau, còn có Diệp Chi Phàm, Thủy Lưu Ngân đám người nhìn chằm chằm. Cửu Tuyệt Thiên Vương mặc dù không cho là mình có thể thắng, nhưng là không cho là mình sẽ bại. Tốt, hiện tại 10 vị trí đầu danh ngạch đã xác định, theo thứ tự là Đế Kiếm Nhất. Lúc này, Quốc Sư lên tiếng lần nữa, tuyên bố một lần này top 10 danh ngạch. Lần này 10 vị trí đầu, 27 Thiên Vương Phủ, trọn vẹn chiếm cứ 6 cái danh ngạch, phá vỡ lịch sử. 10 hạng đầu, có thể đạt được khai phủ lập tộc tư cách, tỉ thí xong kết về sau, Thánh Hoàng Bệ Hạ sẽ ban thưởng khai phủ lệnh. Quốc Sư tiếp tục nói. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, tràn đầy hâm mộ. Thu hoạch được khai phủ lệnh, thì có tư cách khai phủ lập tộc, tự thành nhất tộc, làm mở tộc lão tổ, đây là vinh quang cỡ nào. Về sau, chỉ cần càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ trở thành tướng quân phủ, quân hầu phủ, thậm chí thiên vương phủ, độc bá nhất phương. Đây là có người tuổi trẻ tha thiết ước mơ sự tình. Các ngươi không nên nản chí, khai phủ lệnh cũng không phải là nhất định là thánh viện tổ chức 10 vị trí đầu mới có thể thu được. Chỉ cần về sau cố gắng tu luyện, vì thánh triều làm ra cống hiến lớn, lập xuống đại công, y nguyên có thể thu được khai phủ lệnh. Có lão bối nhân vật khuyên bảo vãn bối của mình. Rất nhiều người tuổi trẻ lòng tin tăng gấp bội, nắm chặt song quyền, âm thầm thề, tương lai nhất định phải thu hoạch được khai phủ lệnh. Tốt rồi, 10 vị trí đầu đã xác định, nhưng là khiêu chiến muốn tiếp tục, hiện tại phải quyết ra trước 3 danh ngạch, bất quá tiếp xuống khiêu chiến, quy tắc hơi cải biến một lần, mỗi một lần sau đại chiến. Sẽ cho các ngươi thời gian để cho các ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại tiếp tục đại chiến. Quốc Sư tuyên bố. Cái này khiến Lục Minh đám người ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ suy tư. Tốt rồi, hiện tại khiêu chiến tiếp tục, Lục Minh trước đó đã khiêu chiến qua, vậy thì từ người thứ 9 bắt đầu, người thứ 9 Tuế Hàn Thu, ngươi muốn khiêu chiến ai? Quốc Sư thanh âm vang lên. Tuế Hàn Thu đạp lên chiến đài, ánh mắt ở trên thân mọi người liếc nhìn lên. Hiện tại, Tuế Hàn Thu có hai lựa chọn. Đệ nhất, chính là trực tiếp khiêu chiến hiện tại trước ba một người trong đó, thay thế vị trí của đối phương, dù sao hiện tại có thể có thời gian khôi phục thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngồi trước chấn ba vị trí đầu, tiếp nhận người khác khiêu chiến. Đệ nhị, học tập Lục Minh, từ so với chính mình gần phía trước người từng bước một khiêu chiến đi lên. Chỉ phải có đầy đủ thực lực, vững tin bản thân có thể đánh bại đối thủ, vậy thì có một cái chỗ tốt. Có thể từng bước một hấp thu người trước mặt chiến khí, tăng lên bản thân chiến y đẳng cấp. Nhưng làm như vậy có một cái chỗ xấu, một khi khiêu chiến thất bại, sẽ cùng ba vị trí đầu triệt để vô duyên. Tuế Hàn Thu ánh mắt lóe lên, bây giờ đang suy nghĩ lựa chọn loại nào khiêu chiến phương thức. Ta khiêu chiến Thu Nguyệt. Cuối cùng, Tuế Hàn Thu ánh mắt, nhìn về phía Thu Nguyệt. Hiển nhiên, hắn lựa chọn loại thứ hai, muốn học Lục Minh, từng bước một khiêu chiến đi lên, tăng lên bản thân chiến y đẳng cấp. Bá. Thu Nguyệt một bước bước vào chiến đài, bàn tay hư không nắm vào, chúa tể chi nhận nổi lên. Giết. Tuế Hàn Thu quát lạnh, chiến kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm vang vọng bát phương. Thân ảnh của hai người, hóa thành hai đạo quang ảnh, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Đao quang kiếm khí tung hoành, hai người triển khai đại chiến kịch liệt. Nhưng là, hơn 10 chiêu về sau, làm Thu Nguyệt thi triển ra diệt thần chi quang, bắt đầu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lại đại chiến mấy chục chiêu, Tuế Hàn Thu ho ra máu mà lui, bị Thu Nguyệt đánh bay ra chiến đài. Tuế Hàn Thu, bại. Thu Nguyệt hấp thu Tuế Hàn Thu trên người một dạng chiến khí, chiến y nhan sắc trở nên càng thêm nồng đậm, thành thâm tử sắc. Cái này Thu Nguyệt, thực lực thật là mạnh, loại thần quang kia, vô cùng kinh khủng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thu Nguyệt cùng Lục Minh một dạng, đều là hắc mã. Thu Nguyệt đánh bại Tuế Hàn Thu, bị người nghị luận ầm ĩ. Tiếp đó, Thu Nguyệt khiêu chiến, ngươi khiêu chiến ai? Quốc Sư tiếp tục đặt câu hỏi. Ta muốn khiêu chiến Hư Vô Nhai. Thu Nguyệt thanh âm, vang vọng toàn trường. Cái gì, nàng muốn khiêu chiến Hư Vô Nhai? Một lần này, tất cả mọi người đều thất kinh. Liền Lục Minh đều thất kinh, có chút ngoài ý muốn, Thu Nguyệt, thế mà khiêu chiến Hư Vô Nhai. Nha đầu này, làm sao xúc động như vậy? Lục Minh cũng có chút không nói gì. Lấy Thu Nguyệt thực lực,
Nếu như từng bước một khiêu chiến đi lên, chưa hẳn không thể thắng lợi. Nếu như thắng lợi, để cho mình chiến y thăng cấp, tại khiêu chiến xếp hạng thứ 3 là nhân vật, lúc này mới còn có phần thắng. Nhưng hiện tại, Thu Nguyệt trực tiếp hư vô nhai, hai người chiến y đồng cấp, Thu Nguyệt có thể là hư vô nhai đối thủ sao? Nha đầu này vẫn là kinh nghiệm giang hồ không đủ a. Lục Minh trong lòng thở dài. Lục Minh minh bạch, Thu Nguyệt sở dĩ khiêu chiến hư vô nhai, là muốn thu hoạch được trước 3 vị trí, giúp Lục Minh cứu ra Lam Thương. Nhưng Thu Nguyệt dù sao kinh nghiệm giang hồ không đủ. Trước kia, Thu Nguyệt hoặc là cùng Lục Minh cha mẹ bên người, hoặc là đi theo Lục Minh bên cạnh mình, ở bên ngoài một mình xông xáo cơ hội không phải rất nhiều, cho nên kinh nghiệm không đủ. Tâm tư tự nhiên không có Lục Minh cái này kẻ già đời nhiều. Có ý tứ. Hư vô nhai bản thân cũng là sững sờ, sau đó dậm chân mà ra, rơi ở trên chiến đài. Ra tay đi, thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn khiêu chiến ta, còn kém một chút. Hư vô nhai nói, cho dù nhìn qua Thu Nguyệt xuất thủ, hắn y nguyên rất tự tin. Hư vô nhai, thánh đồ thập kiệt đứng đầu, hắn có tư cách tự tin như vậy. Thu Nguyệt trên người bị thần quang bao phủ, khí tức của nàng tăng lên tới đỉnh điểm. Bá! Một đạo đáng sợ đao quang, bạo chạm mà ra, chém về phía hư vô nhai. Vừa ra tay, Thu Nguyệt liền dùng hết toàn lực. Thần lực toàn bộ triển khai, tăng thêm bản nguyên bí thuật, diệt thần chi quang. Oanh! Hư vô nhai trên người, cũng bộc phát ra khí tức kinh khủng, cuồng bạo thần lực kích thích đầy trời khí lưu, sau đó hóa thành một đạo đáng sợ chỉ ảnh, hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Cuồng bạo kinh khí bốn phía, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lục Minh đám người, vội vàng bố trí xuống trọng trọng phòng ngự, chống đối những cái kia tứ tán kinh khí. Sau đó, liền nhìn thấy hai đạo bóng người, liên tiếp lui về phía sau. Cái gì, một chiêu này thế mà cân sức ngang tài, cái kia Thu Nguyệt, thật là khủng khiếp chiến lực. Rất nhiều người kinh hãi. Thu Nguyệt, thế mà có thể cùng hư vô nhai ghép thành ngang tay. Không sai, lại đến. Hư vô nhai thanh âm vang lên, sau đó hắn thân thể đột nhiên hướng về Thu Nguyệt phóng đi, lao ra quá trình bên trong, đỉnh đầu của hắn, hiện ra một vòng tàn nguyệt. Nguyệt quang phổ chiếu, thần thánh vô song. Thu Nguyệt biến sắc, giống như nhận lấy đáng sợ công kích. Loan đao cấp tốc huy chạm lên, vô tận đao quang, chém về phía hư không. Đao quang chạm trên hư không, thế mà phát ra va chạm kịch liệt tiếng. Không bờ chỉ. Mà lúc này, hư vô nhai lại một lần nữa thi triển không bờ chỉ. To lớn chỉ ảnh, điểm hướng Thu Nguyệt. Không bờ chỉ, chính là hư vô nhai một loại thần kỹ, nhưng là hỏa hầu hết sức thâm hậu, tối thiểu đạt đến đệ thập trọng. Mà cái kia vòng tàn nguyệt, thì là hắn bản nguyên bí thuật. Hư vô nhai thực lực. Thật sự mạnh phi thường, không chỉ có bản nguyên bí thuật cường đại, mặt khác thần kỹ bí thuật cũng phá lệ cường đại. Thu Nguyệt khẽ kêu, đao quang bùng lên, chém ra đầy trời đao quang, phá mở hư vô nhai công kích. Diệt thần chi quang. Sau đó, Thu Nguyệt khẽ kêu, trên người nàng bắn ra từng sợi ánh sáng màu đen. Cái này tất cả đều là diệt thần chi quang. Trước đó đại chiến, Thu Nguyệt chỉ là dùng ra một sợi diệt thần chi quang, mà bây giờ, Thu Nguyệt là ra tay toàn lực. Toàn thân bị diệt thần chi quang bao phủ. Sau đó, những cái này diệt thần chi quang toàn bộ hội tụ ở loan đao phía trên. Bá! Đao quang bùng lên, kinh diễm vô song. Hư vô nhai công ra chỉ ảnh, trực tiếp sụp đổ, sau đó, đao quang chạm tại đạo kia tàn nguyệt phía trên, để tàn nguyệt điên cuồng chấn động. Mắt thấy, cái kia vòng tàn nguyệt, liền bị Thu Nguyệt một đao phá mở. Giờ phút này, vô số người sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt là xếp hạng thứ 10 những cái này thiên kiêu. Sắc mặt càng là ngưng trọng, như thiên thánh huyên, sở thành không đám người. Thu Nguyệt thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng, cường đại khủng bố. Liền hư vô nhai, đều bị bước đến một bước này. Oanh! Đột nhiên, hư vô nhai khí tức trên thân, lần thứ hai tăng vọt, hùng hậu vô cùng thần lực, hội tụ đến cái kia vòng tàn nguyệt phía trên. Cái kia vòng tàn nguyệt hào quang, đột nhiên trở nên sáng tỏ hết sức. Thu Nguyệt thân thể chấn động, thân hình bay về phía sau lui. Thần vương tứ trọng. Rất nhiều người sắc mặt trở nên rất ngưng trọng. Hư vô nhai tu vi, cư nhiên đã đến thần vương tứ trọng, hơn nữa còn là thần vương tứ trọng đỉnh phong. Trước đó, tất cả đỉnh cấp thiên kiêu, tu vi đều ở thần vương tam trọng. Thần vương cảnh, mỗi một trọng cũng rất khó đột phá, cho dù thiên kiêu cũng là như thế, đặc biệt là thần vương tam trọng bước vào thần vương tứ trọng, tương đương từ sơ giai thần vương bước vào trung giai thần vương, trong đó còn có một đạo không nhỏ khảm. Một khi đột phá, thực lực tăng nhiều.
Mà hư vô nhai tu vi, cư nhiên đã đột phá đến thần vương tứ trọng, hắn thực lực, phá lệ khủng bố. Hảo nguyệt đương không? Hư vô nhai quát nhẹ, hắn thân thể cũng tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy, hắn mỗi một tấc da thịt, đều giống như có nguyệt quang tràn ra tới. Đây cũng là một loại đáng sợ bí thuật, giống như cổ thần thể một dạng, loại này bí thuật, gọi là hạo nguyệt thể. Ta vốn đang cho rằng muốn tới thời khắc sống còn, ta mới có thể thi triển ra toàn lực, không nghĩ tới bây giờ liền thi triển ra toàn lực, ngươi thực lực, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Hư vô nhai nhìn về phía Thu Nguyệt, lộ ra vẻ hân thưởng. Nếu không phải nghe nói Thu Nguyệt danh hoa có chủ, hắn đều muốn động tâm. Chiến lược toàn bộ triển khai, thi triển ra hạo nguyệt thể, hư vô nhai thực lực, cường đại đến đỉnh phong. Bá! Hư vô nhai giống như biến thành một đạo nguyệt quang, xông về Thu Nguyệt. Cái kia một vòng tàn nguyệt, quang huy càng tăng lên, cũng hướng về Thu Nguyệt chấn áp tới. Thu Nguyệt trên người, diệt thần chi quang càng thêm nồng nặc, cặp mắt của nàng bên trong, không ngừng có diệt thần chi quang lưu chuyển mà ra, như từng đạo khí lưu một dạng. Thu Nguyệt, đem một thân thực lực tăng lên tới cực hạn, đồng dạng hóa thành một đạo quang huy, thẳng hướng hư vô nhai. Khanh, khanh, một vệt thần quang, một đạo nguyệt quang, trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có thể kích thích cuồng bạo khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn xem không chung chiến đấu. Hai người, trọn vẹn kịch chiến mấy chục hiệp. Đụng, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, hai đạo bóng người cấp tốc lui lại. Hư vô nhai trong mắt, giờ phút này đã không có tự tin, ngược lại là ngưng trọng. Mà Thu Nguyệt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trên người nàng diệt thần chi quang, một trận phiêu hút bất định. Thu Nguyệt, phải thua. Lục Minh than nhẹ. Quả nhiên, sau một khắc Thu Nguyệt trên người diệt thần chi quang một trận rung động về sau, bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Diệt thần chi quang, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng là muốn thao túng, cũng phi thường khó khăn, hơn nữa đối tự thân yêu cầu cực cao, sẽ sinh ra cực lớn phụ tải. Thu Nguyệt vừa rồi siêu phụ tải sử dụng diệt thần chi quang, cuối cùng không chịu nổi. Ta thua. Thu Nguyệt lắc đầu, sau đó tự động bay ra chiến đài, rơi vào thần tọa. Thiếu gia, thật xin lỗi, Thu Nguyệt thất bại. Thu Nguyệt mang theo giọng áy náy ở Lục Minh trong tai vang lên. Nhà đầu ngốc, người đã làm rất tốt, tiếp đó, liền giao cho ta. Lục Minh mỉm cười. Hắn tâm lý cũng có chút đáng tiếc, Thu Nguyệt nếu như kinh nghiệm giang hồ đủ một điểm, từng bước một giết tới, chờ chiến y trở thành kim sắc, chưa hẳn không thể đánh bại hư vô nhai. Thu Nguyệt thực lực, cực mạnh, nếu như toàn lực thi triển, Lục Minh cũng chưa hẳn là đối thủ. Còn có, Thu Nguyệt thần lực bản nguyên thừa số, chỉ là thức tỉnh một lần, nếu là có thần lực thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số, cũng có thể cùng hư vô nhai một trận chiến. Hô! Gặp Thu Nguyệt nhận thua, hư vô nhai cũng dài hô một hơi, trầm tĩnh lại. Nói thật, cùng Thu Nguyệt một trận chiến, hắn cũng tiêu hao cực lớn tinh lực cùng thần lực. Thu Nguyệt một dạng chiến khí bị hư vô nhai hấp thu, hư vô nhai chiến y, nồng nặc rất nhiều, bất quá, vẫn không có thăng cấp, bất quá cũng đến từ sắc chiến y mức cực hạn, đoán chừng lại hấp thu một chút, liền có thể thăng cấp. Hư vô nhai bay trở về thần tỏa, nuốt vào một khỏa thần đan, bắt đầu khôi phục. Mặt khác một chút thiên kiêu, cũng dài hô một hơi, Thu Nguyệt thất bại, để bọn hắn áp lực cũng ít đi một chút. Nhưng là, lông mày của bọn họ lại nhăn lại. Hư vô nhai thực lực, thật sự là khủng bố, rất nhiều người từ chả không địch lại. Hư vô nhai không thể địch, cái kia cũng chỉ còn lại có đế kiếm nhất, cùng thiên thánh huyên có thể khiêu chiến. Thu Nguyệt khiêu chiến về sau, đến phiên vô song thiên vương phủ Thủy Lưu Ngân. Thủy Lưu Ngân ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy tư muốn khiêu chiến ai. Ở Thủy Lưu Ngân phía trước, còn có đế kiếm nhất, hư vô nhai, thiên thánh huyên, Sở Thành Không, Diệp Chi Phàm năm người. Đế kiếm nhất, đánh với ta một trận. Cuối cùng, Thủy Lưu Ngân thế mà trực tiếp khiêu chiến đế kiếm nhất. Trong lòng mọi người chấn động, không nghĩ tới, Thủy Lưu Ngân thế mà trực tiếp khiêu chiến xếp hạng đệ nhất đế kiếm nhất. Trước đó, thế nhưng là không có người nào khiêu chiến đế kiếm nhất. Mà bây giờ, Thủy Lưu Ngân thế mà khiêu chiến đế kiếm nhất, cái này để trong mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra chờ mong. Ban đầu xếp hạng đệ nhất đế kiếm nhất, một cái từ tiểu thiên thế giới giết đi lên tuyệt thế thiên kiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực. Rất nhiều đều muốn nhìn xem. Kỳ thật, Thủy Lưu Ngân sở dĩ khiêu chiến đế kiếm nhất, cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, hắn nếu như lựa chọn từng bước một giết tới, chọn trước chiến Diệp Chi Phàm, hắn cho dù đánh bại Diệp Chi Phàm, thu hoạch được đối phương chiến khí, cũng không thể để hắn chiến y thăng cấp.
Trừ phi hắn có thể một đường quét ngang, tiếp tục đánh bại Sở Thành Không, thậm chí đánh bại Thiên Thánh Huyên, mới có thể để cho hắn chiến y thăng cấp, tăng lên tới kim sắc. Phải biết, trước đó Lục Minh mặc dù có thể thăng cấp, đây chính là hắn từ người thứ 18 một đường giết tới 10 vị trí đầu, đánh bại nhiều như vậy cái đỉnh cấp thiên kiêu, mới thăng cấp đến kim sắc. Có thể thấy thăng cấp đến kim sắc, đến cỡ nào khó. Nhưng là, đối mặt Sở Thành Không, Thiên Thánh Huyên, hắn căn bản không có nắm chắc. Mà đế kiếm nhất, danh khí mặc dù vang, nhưng chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ người không có bao nhiêu, không có bao nhiêu người biết rõ đế kiếm nhất chiến lược chân chính. Cho nên, Thủy Lưu Ngân mới có thể khiêu chiến đế kiếm nhất, đây là ôm lòng chờ may mắn bên trong. Hơn nữa, đế kiếm nhất chiến khí, thực sự nhiều lắm, nếu là có thể lấy được đế kiếm nhất một nửa chiến khí, nói không chừng hắn chiến y liền có thể thăng cấp đây. Đế kiếm nhất sắc mặt bình tĩnh, bước ra một bước, rơi vào chiến đài phía trên. Ra tay đi. Đế kiếm nhất sắc mặt bình tĩnh, áo trắng tóc trắng, phong độ vô song, để rất bao nhiêu nữ thét lên, đã trở thành fan hâm mộ đế kiếm nhất. Đại hải vô lượng. Thủy Lưu Ngân trực tiếp dùng hết toàn lực, thi triển ra bản nguyên bí thuật. Một mặt uông dương xuất hiện, sóng lớn kích thích ngàn cơn sóng, sóng to gió lớn phảng phất muốn đem trọn tòa bầu trời bao phủ. Mấy trăm mét cao sóng biển, hướng về đế kiếm nhất đánh ra đi. Nhưng là, đế kiếm nhất y nguyên đứng yên đối với cái kia bên trong, sắc mặt bình tĩnh, giống như không nhìn thấy Thủy Lưu Ngân công kích. Đế kiếm nhất làm sao không xuất thủ, thậm chí đều không có tụ lực, hắn muốn làm gì? Sẽ không phải sợ choáng váng à? Không ít người nghị luận, cho rằng đế kiếm nhất bị sợ. Khanh! Đúng lúc này, đế kiếm nhất động, không có bao nhiêu người nhìn thấy đế kiếm nhất là thế nào động, chỉ thấy một đạo kiếm quang bùng lên, kinh diễm thời gian. Sau đó, cái kia một vòng bao trùm bầu trời biển cả, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, một đạo thân hình nhanh lùi lại, một mực thối lui đến chiến đài bên ngoài, là Thủy Lưu Ngân. Ngươi, ngươi! Chỉ thấy Thủy Lưu Ngân trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng về đế kiếm nhất. Sau đó, ở Thủy Lưu Ngân mi tâm, xuất hiện một đạo vết máu càng lúc càng lớn, cuối cùng, Thủy Lưu Ngân thân thể bị phân thành hai nửa. Thủy Lưu Ngân, chết! Hiện trường, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, tuyệt thế thiên kiêu Thủy Lưu Ngân, liền bị đánh chết. Thủy Lưu Ngân cũng không phải là chỉ là hư danh, trước đó Thánh Đô Thập Kiệt Vu Cửu Thiên khiêu chiến qua Thủy Lưu Ngân, bị hắn cường thế đánh bại, có thể nói, Thủy Lưu Ngân thực lực cực kỳ cường đại, ở tất cả thiên kiêu bên trong, có thể xếp ở hàng đầu. Nhưng là, lại bị một kiếm chém giết. Cùng là tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào như thế? Trầm tĩnh chốc lát, hiện trường bộc phát ra một trận ồn ào, vô số người đang nghị luận, liền một chút lão bối nhân vật, các đại thế gia danh túc, còn có các vị thiên vương, đều khó bình tĩnh được. Cũng không phải là đế kiếm nhất tu vi cao bao nhiêu, bọn họ có thể nhìn ra, đế kiếm nhất tu vi, cũng là thần vương tam trọng, cùng Thủy Lưu Ngân đồng cấp, nhưng là, Thủy Lưu Ngân lại gặp đến miểu sát. Tốt! Thánh Hoàng mở miệng, đây là Thánh Hoàng lần thứ hai mở miệng, lần thứ nhất, là bởi vì Lục Minh. Chiến đài bốn phía, Hư Vô Nhai, Thiên Thánh Huyên, Sở Thành Không đám người, ánh mắt cũng rụt lại một hồi, lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó, chính là vô cùng ngưng trọng. Bản nguyên cổ tự, tuyệt đối là bản nguyên cổ tự, gia hỏa này lại dùng. Thức hải, lượng tự quyết giống to. Lục Minh ánh mắt cũng nổi lên ngưng trọng. So với lần trước ở cốt kiếm tộc bí cảnh gặp đế kiếm nhất không thể nghi ngờ mạnh hơn. Lục Minh suy đoán, lần trước đế kiếm nhất tu vi, rất có thể không tới thần vương tam trọng, gần nhất mới đột phá. Hơn nữa đế kiếm nhất mạnh, chỉ sợ không chỉ là bởi vì bản nguyên cổ tự, phương diện khác cũng mạnh kinh người. Thật mạnh, ta không phải là đối thủ. Lục Minh thầm nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ sợ hắn dốc hết toàn lực, cũng không phải đế kiếm nhất đối thủ. Đương nhiên, là bởi vì hắn tu vi quá yếu, chỉ có thần vương nhất trọng, nếu như đồng cấp một trận chiến, Lục Minh tự tin sẽ không rớt lại phía sau tại người. Nhưng cái này cũng cho Lục Minh một lời nhắc nhở, không nên coi thường thiên hạ anh kiệt. Riêng là một cái Thái Hư Thánh Triều, thì có khủng bố như vậy thiên kiêu, mà Thái Hư Thánh Triều, đối với toàn bộ mênh mông hồng hoang vũ trụ, cũng chỉ là một góc nhỏ. Mênh mông hồng hoang vũ trụ, thiên kiêu lại có bao nhiêu? Thủy Lưu Ngân thân hình, ở bên ngoài hiện lên, sắc mặt âm trầm hết sức, nhưng lại mang theo vẻ sợ hãi. Hắn vừa rồi thật bị đế kiếm nhất một kiếm dọa sợ. Đế kiếm nhất, đánh chết Thủy Lưu Ngân, hấp thu Thủy Lưu Ngân một nửa chiến khí. Trên người của hắn chiến y nhan sắc, trở nên vô cùng nồng đậm, sau đó từng sợi ánh sáng màu vàng óng lan tràn ra.
Trên người hắn chiến y cũng thăng cấp, trở thành kim sắc chiến y. Những người khác sắc mặt càng là trầm xuống. Đế kiếm nhất thực lực vốn là vô cùng cường đại, hiện tại chiến y lại tấn cấp, ai có thể địch. Tốt rồi, trận chiến này đế kiếm nhất thắng, tiếp đó, đến phiên Diệp Chi Phàm bắt đầu khiêu chiến. Quốc sư tuyên bố, đế kiếm nhất lui ra, Diệp Chi Phàm lên chiến đài. Hư vô nhai, một trận chiến A. Diệp Chi Phàm leo lên chiến đài về sau, vô cùng dứt khoát, trực tiếp khiêu chiến hư vô nhai. Điểm này, cũng không có vượt quá quá nhiều người dự kiến. Thánh Đô Thập Kiệt, hư vô nhai xếp số 1, Diệp Chi Phàm đập đệ nhị. Hai người cạnh tranh mấy ngàn năm, Diệp Chi Phàm không cam tâm bị khuất cư tại đệ nhị, luôn luôn ham muốn chiếm lấy đệ nhất bảo tọa. Cho nên, hắn và hư vô nhai, hai bên cũng giao phong vô số lần. Lần này, ở trường hợp trọng đại như vậy, Diệp Chi Phàm biết chọn chiến hư vô nhai, rất bình thường. Biết rõ thất bại, cần gì tự rước lấy nhục. Hư vô nhai dậm chân tiến lên, nhàn nhạt mở miệng, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ra tay đi. Diệp Chi Phàm mở miệng, chiến ý trùng tiêu, một cỗ khí tức kinh người, từ Diệp Chi Phàm trên người bộc phát ra. Hùng hậu thần lực, như sóng chiều một dạng khuếch tán ra, lại như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực. Thần vương tứ trọng. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Diệp Chi Phàm không hổ là có thể cùng hư vô nhai tranh đoạt Thánh Đô Thập Kiệt đệ nhất nhân vật, tu vi cũng mạnh kinh người, thế mà cũng đạt tới thần vương tứ trọng. Hư vô nhai khí tức cũng bộc phát ra, hai người khí tức tại hư không va chạm. Đón lấy, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, xông về đối phương, chém giết cùng một chỗ. Hư vô nhai cùng Diệp Chi Phàm, hai người một cái là Thánh Đô Thập Kiệt đệ nhất, một cái là Thánh Đô Thập Kiệt đệ nhị, thực lực không hề nghi ngờ, là phi thường cường đại. Đồng cấp một trận chiến bên trong, hai người cơ hồ không có đối thủ. Hai người bản nguyên bí thuật bộc phát, đủ loại cường đại thần kỹ, bí thuật, không ngừng thi triển mà ra, không ngừng va chạm. Tất cả mọi người ngừng thở, không hề chớp mắt, hướng về hai người đại chiến. Đích sắc cường đại. Lục Minh trong bóng tối gật đầu. Hư vô nhai cùng Diệp Chi Phàm, không cần nói đã đột phá thần vương tứ trọng, liền xem như ở thần vương tam trọng, hiện trường thiên kiêu, cũng không có mấy người là bọn hắn đối thủ. Rất nhanh, hai người đại chiến hơn 200 chiêu, cuối cùng, vẫn là hư vô nhai thực lực mạnh hơn một chút, liên tục áp Diệp Chi Phàm liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đem Diệp Chi Phàm đánh ra chiến đài. Trận chiến này, hư vô nhai lấy được thắng lợi. Diệp Chi Phàm một nửa chiến khí, bị hư vô nhai hấp thu, hư vô nhai trên người chiến y, tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang. Hư vô nhai chiến y, cũng thành công biến thành kim sắc chiến y. Lúc đầu, hư vô nhai cùng đế kiếm nhất hai người chiến y ẩn chứa chiến khí, liền cực kỳ nồng đậm, cơ hồ là tử sắc chiến y đỉnh phong, lại hấp thu một bộ phận chiến khí, liền thăng cấp đến kim sắc chiến y. Nếu như vậy, tấn thăng làm kim sắc chiến y, thì có ba người, theo thứ tự là Lục Minh, đế kiếm nhất, hư vô nhai. Lục Minh, Sở Thành Không, Thiên Thánh Huyên ba người nhíu mày một cái. Đế kiếm nhất, cùng hư vô nhai thực lực, vốn là cực kỳ cường đại, lại tăng thêm kim sắc chiến y tăng phúc, thực lực càng thêm khủng bố. Trước ba danh ngạch, hai người bọn họ cơ hồ khóa chặt hai cái. Hiện tại, ba người bọn họ, chỉ có thể cạnh tranh cái thứ ba số người. Hiện tại, đến phiên Sở Thành Không khiêu chiến. Quốc sư tiếp tục tuyên bố. Sở Thành Không đi tới chiến đài phía trên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Thiên Thánh Huyên trên người. Không cần phải nói, hắn khẳng định khiêu chiến là Thiên Thánh Huyên. Thiên Thánh Huyên bay xuống mà lên, đứng ở chiến đài phía trên. Ba vị trí đầu, có một cái nhất định là ta Sở Thành Không. Sở Thành Không rất tự tin, bá đạo mở miệng, trên người chiến giáp không ngừng có thần quang lưu chuyển mà ra, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Câu nói này, chính là ta muốn đưa cho ngươi, ra tay đi. Thiên Thánh Huyên đạm mạc mở miệng, đồng dạng, nàng cũng tràn đầy cường đại lòng tin. Oanh! Sở Thành Không bước ra một bước, giống như là một tôn cự thú ở dậm chân, cả tòa chiến đài đều chấn động, một đạo to lớn mũi thương phóng lên tận trời, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Thiên Thánh Huyên ép tới. Vạn hoa sát, Thiên Thánh Huyên ngọc thủ vung khẽ, vô số cánh hoa nổi lên. Những cái này cánh hoa, nhan sắc khác nhau, là vô số loại đóa hoa cánh hoa hỗn hợp lại cùng nhau, cánh hoa dung hợp lại cùng nhau, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, một chảo mà xuống. Một cái cự thủ, một cái cự chảo, đụng vào nhau, trong phút chốc thần quang tứ xạ, kình khí cuồng quyển bát phương. Hai người liên tục đối mấy chiêu không có phân ra thắng bại. Đón lấy, hai người phân biệt thi triển ra bản nguyên bí thuật, triển khai càng thêm kịch liệt sát phạt. Chiến thần thể, chiến thần nhất kích.
Sở Thành không thét dài, hắn thân thể thần quang tứ xạ, sau đó bắt đầu phồng lên, như một tôn chân chính chiến thần một dạng. Chiến thần thể, phối hợp chiến thần nhất kích, sức công phạt cường đại cực điểm, quét ngang bát phương, cái thế vô song. Thiên Thánh Huyên cau mày, thân thể bốn phía hiện lên vô tận cánh hoa, những cái này cánh hoa, có thể diễn hóa đủ loại hình thái, có thể diễn hóa công kích hình thái, cũng có thể diễn hóa phòng ngự hình thái, có thể nói biến hóa ngàn vạn. Nhưng vẫn là khó có thể chống đối Sở Thành không công kích, chiến thần kích sức công phạt cực kỳ khủng bố, trường thương đảo qua, từng đóa cánh hoa nổ tung. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Thành không cường thế bá đạo, dậm chân hướng về phía trước, trường thương vung ra, một dòng sông dài xuất hiện. Đây là chiến thần nhất kích tuyệt chiêu, thương đạo thành sông, ở bá thần thương gia chỉ phía dưới, sức công phạt phi thường kinh người. Chiến thần thế gia tiên tổ, danh xưng chiến thần, là từ chiến trường phía trên giết ra đến xưng hào, vốn chính là lấy sức công phạt xưng danh, một chiêu một thức, đều có đáng sợ lực công kích. Mà Sở Thành không rõ ràng đem cái này sức công phạt, diễn hóa đến cực hạn. Thiên Thánh Huyên thân thể mềm mại khẽ run, liên tục lui lại. Sở Thành không thể không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, lúc đầu muốn cùng ngươi đồng cấp một trận chiến, xem ra là không làm được, vậy liền. Bộc phát a. Thiên Thánh Huyên khẽ kêu, lời còn chưa dứt, trên người nàng xông ra một cổ khí tức cường đại. Thần Vương Tứ Trọng. Đây là Thần Vương Tứ Trọng khí tức, Thiên Thánh Huyên tu vi, thế mà cũng đạt tới Thần Vương Tứ Trọng. Lục Minh mắt sáng lên, ngay sau đó thoải mái. Thiên Thánh Thiên Vương Phủ, có Thiên Thánh Lão Thiên Vương cường giả như vậy, Lục Minh bọn họ ở Thiên Thánh Lão Thiên Vương trợ giúp phía dưới, ngắn ngủi mấy chục năm tu vi tiến nhanh. Thiên Thánh Huyên là Thiên Thánh Thiên Vương Phủ Thiên Chi Kiêu Nữ, nếu là có Thiên Thánh Lão Thiên Vương tương trợ, tu vi tiến vào Thần Vương Tứ Trọng, cũng là chuyện rất bình thường. Thần Vương Tứ Trọng tu vi bộc phát, Thiên Thánh Huyên chung quanh cánh hoa quang mang đại thịnh, hóa thành một cái cự chùy, một chùy mà ra. Oanh! Mũi thương chấn động. Sở Thành không thân thể chấn động mãnh liệt, bay về phía sau lui. Thiên Thánh Huyên thừa cơ triển khai công phạt. Sở Thành không phải thua. Thiên Thánh Huyên thế mà Thần Vương Tứ Trọng Thiên Kiêu, cùng là Thiên Kiêu, rất khó vượt cấp mà chiến, Sở Thành không đem không phải là đối thủ. Rất nhiều người nghị luận, cho rằng Sở Thành không phải thất bại. Cửu Đao, xem ra ngươi cùng ta sòng bạc, nhất định ngươi phải thất bại. Cửu Tuyệt Thiên Vương nhìn về phía Cửu Đao Thiên Vương. Chào phúng mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại cao hứng, không khỏi quá sớm. Cửu Đao Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng, trên mặt nhìn không ra một tia vẻ lo lắng. Cửu Tuyệt Thiên Vương tâm lý nhảy, chẳng lẽ Sở Thành không, còn có át chủ bài hay sao? Quả nhiên, giờ phút này chiến đài phía trên, lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sở Thành không lui lại một đoạn đường về sau, trong miệng gào thét một tiếng, trên người hắn, thế mà cũng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hùng hậu thần lực, như hỏa sơn bộc phát một dạng. Hắn thần lực, tăng vọt một mảng lớn. Nhưng là, Sở Thành không tu vi, vẫn là Thần Vương tam trọng, nhưng là thần lực cường độ, so vừa rồi mạnh hơn một mảng lớn. Đây là có chuyện gì? Tu vi không thay đổi, thần lực lại gấp kịch bộc phát. Các ngươi nhìn Sở Thành không đan điền. Bỗng nhiên, có người kinh hô. Không cần hắn gọi, mọi người ánh mắt, cũng bị Sở Thành không đan điền hấp dẫn. Ở Sở Thành không vùng đan điền, lại có hai đoàn ánh sáng nóng bỏng nổi lên, đám người mơ hồ nhìn được, nơi đó có hai cái tinh hạch. Đây là Sở Thành không đem tinh hạch vận chuyển tới cực hạn, mới nổi lên hình bóng. Nhưng là, cái này tinh hạch, nhan sắc là không giống nhau. Hai cái nhan sắc không giống nhau tinh hạch, hai loại bất đồng thần lực, hơn nữa, hai cái này tinh hạch thể tích, muốn so với người khác thể tích, càng lớn hơn một vòng. Lục Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Sở Thành không, thế mà cũng nắm trong tay hai loại không giống nhau thần lực, chẳng lẽ giống như hắn, cũng tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, nhưng điều này sao có thể? Càn Khôn Vạn Đạo Quyết chính là kinh vũ từ một cái cổ di tích bên trong phát hiện, chưa bao giờ truyền cho người khác. Hiện nay, khống chế Càn Khôn Vạn Đạo Quyết chỉ có hắn, Thu Nguyệt, còn có Lục Thần Hoang. Hết tập 214.